Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, Hán Dịch, Đời Nguyên Ngụy, Đại Sư Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi, Việt Dịch, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, Phẩm 4, Ngạ Quỷ. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp rồi, quan sát khắp biển khổ trong tất cả địa ngục, đều bị dòng nước ái dục cuốn xoáy nhận chìm. Trong đại địa ngục, những người bị đọa vào như Phú La Na, Mà Ca Ly Câu La Ly, Đề Bà Đạt Đa, những kẻ ấy như là loài cá bị cá ma kiệt to lớn nuốt ăn. Từ địa ngục hoặc cho đến địa ngục A Tỳ, rộng sâu, đen ngòm, cùng với các địa ngục khác, ở trong biển khổ lớn có cá Đề Di, cá Đề Di Nghe La, cá Na Ca La, cá Cư Tỳ La, cá Thất Thầu Ma La, rùa Ba Ba, bị sức gió của tham dục, sân hận, ngu si, đánh bạc cuốn trôi, làm cho nước nổi sóng lớn cuồn cuộn, đầy những bọt nước, khiến các loài cá kia chịu nhiều khổ bức, nước mắt như mưa, khóc lóc thảm thiết, đau đớn kêu gào giống như tiếng sóng lớn, sóng sầu lo phủ khắp, sức mạnh của rồng phun ra mưa khổ não lớn, đầy cả địa ngục. Địa ngục A Tỳ rất sâu, không có kẽ hở, lửa cháy dữ dội, giống như kiếp hỏa nổi lên, đốt rụi đại kiếp, cháy hết núi Ca Ba La, đời Ngụy Dịch là núi Lung, tức núi Thiết Vi, là biển khổ não lớn trong đại địa ngục. Ai yếu đuối không có sức mạnh của điều thiện thì không thể vượt qua được. Tỳ kheo như vậy là quán sát về sự khổ lớn rồi sinh tâm nhàm chán. Già tha tụng, chúng sinh bị ngu si lừa gạt, bị ái nhiễm luôn trói lấy thân, dẫn đến đường hiểm nạn thế gian, lo sợ tại bến ác lão tử, bà xứ thoái đọa vào địa ngục, ra khỏi địa ngục sinh lên trời, bà xứ mạng chung vào ngạ quỷ, ra khỏi ngạ quỷ vào súc sinh, bị mê mờ tạo nghiệp bất thiện, các dục tác động sai chúng sanh, bị lưới si buộc trói lấy thân, lưu chuyển trôi trong biển ba cõi, vô thủy lâu xa chịu khổ lớn, vô số chúng sinh khổ sinh tử, không có tâm nhàm chán sinh tử, vô thủy lâu xa tạo nhân duyên, chư thiên phóng dật hoại tâm mình, cõi người tìm cầu chịu các khổ, ngạ quỷ thường bị đói khát thiêu, súc sinh thì ăn nuốt lẫn nhau, trong địa ngục lửa cháy hừng hực, ngạ quỷ bị khổ não vì si, tất cả chúng sinh trong sinh tử không có một hào ly được vui, trong các khổ lại tưởng là vui, chúng sinh bị si hoặc ái gạt, không có ai chỉ dạy chánh đạo, không thoát khỏi những khổ não này. Nếu ai xa lìa nơi pháp thiện, luôn hành vọng ngữ không thành tín, không chịu tu tập pháp thiền định, luân hồi sinh tử chịu các khổ. Chư Phật Như Lai đã nói pháp, nếu đời hiện tại và vị lai lỗi nơi cha mẹ và thân tộc, thường theo chúng sinh không lìa bỏ, chúng sinh chánh tà bất định tụ, ba thứ tội ác thường thao túng, đi trong ba cõi không dừng nghỉ, lấy ba thọ để làm bạn lữ, chúng sinh mê lầm do ba nghiệp, đi trong ba đường ác hiểm nạn, luôn luôn ưa thích trong ba hữu, bị luân chuyển mãi trong ba cõi, chúng sinh nào quy y Tam Bảo, tu hành tự tại Tam Bồ Đề, đoạn trừ loại bỏ ba kiến chấp, đó là người bỏ các khổ não. Trong ba thời thích hành chánh hành, quán thấy như thật ba loại ấy, trong ăn uống phải nên biết đủ, người ấy có thể lìa não ưu. Ba khối lỗi lớn tham sân si, khéo xét ba nghiệp không tạo ác, người hành như vậy lìa sinh khổ, vĩnh viễn đoạn trừ mọi nhiệt não. Người nào hiểu được đạo phi đạo, trong đó không phải khéo tư duy, nên khéo tu tập tâm từ bi, đó là đạo tối thắng bậc nhất. Nếu có chúng sinh không loạn đục, tâm thường thanh tịnh không cấu nhiễm, thoát lìa hết các pháp bất thiện, nên biết người ấy được giải thoát. Nếu có người thường hành chánh đạo, chánh niệm đại lực luôn kiên cố, thường thích xa lìa khỏi các hữu, người ấy giải thoát không còn nghi. Nếu ai đoạn trừ hết hữu ái, tâm mong muốn không khởi hữu ái, đối với các khổ sinh lão tử, người ấy không vướng chút vi trần. Nếu có người ngu tạo nghiệp ác, tạo rồi còn làm tăng trưởng thêm,
Ái dục như độc không nên gần, người có trí nên phải lánh xa. Nếu ai xa lì khỏi ái dục, tâm thường vui cầu quả giải thoát. Người ấy diệt sạch các bất thiện, như ánh mặt trời trừ tối tâm. Như vậy, người thân cận phát thiện, thường lì bỏ mọi nẻo bất thiện, nên khéo tư duy tịnh bất tịnh, lược nói sơ qua người nên biết. Tỳ kheo ấy, nhờ lợi ích của trí tuệ, nên nhớ được đời này đời khác. Tâm nghĩ như vậy, nên dùng trí tuệ để tạo lợi ích cho hết thảy chúng sinh trong thế gian. Quan sát các khổ nơi địa ngục, tư duy, nhớ nghĩ đến tất cả chúng sinh, khởi tâm thương xót tu tập từ bi, đối với mọi nơi chốn, khổ sở bất bắc rất đáng sợ của địa ngục, đã quan sát đầy đủ rồi, vị ấy biết rõ quả báo của nghiệp, biết nghiệp báo rồi, vị ấy sinh tâm nhàm chán, xa lìa, vị ấy lại quán như vậy. Các chúng sinh này, vì sao bị chìm vào những đường ác, với những nơi chốn rất đáng sợ hãi, đi trong đồng hoàng sinh tử. Tỳ kheo ấy tư duy như thế, liền sinh tâm từ bi, biết nghiệp hiểm ác trong đường ngạ quỷ, do tâm tham lam, ganh ghét, khinh khi, dối gạt mọi người, tham tiếc cất giữ của cải, muốn được giàu có, tích chứa nhiều việc ác, bị tham ác che phủ, không thực hành hạnh bố thí, không cúng dường các sa môn, bà la môn, không bố thí cho những người đau ốm, đuôi mù, nghèo khổ. Có ai đến xin thì keo kiệt, nhất quyết không cho, không khởi công đức, không giữ gìn giới cấm. Đời này và đời khác không tạo lợi ích, mà còn làm tổn hại vợ con, nô tỳ, tham tiếc không cho, bỏng xẻn, đố kỵ, dối gạt. Do nhân duyên ấy nên bị đọa vào cõi ngạ quỷ. Người nữ thường sinh nhiều trong đường ngạ quỷ. Vì sao? Vì tánh của người nữ phần nhiều có tâm ganh tị, người chồng chưa thuận hợp thì đã khởi ý đố kỵ. Do nhân duyên đó nên phần nhiều người nữ bị sinh trong đường ngạ quỷ. Lại nữa, tỳ kheo biết rõ quả báo của nghiệp rồi, lại quán xét về đường ngạ quỷ. Ngạ quỷ ở những nơi chốn nào? Vì ấy quán xét như vậy rồi, liền dùng văn tuệ quan sát các loài ngạ quỷ, lược có hai loại. Một, ngạ quỷ trong cõi người. Hai, ngạ quỷ ở trong cảnh giới ngạ quỷ. Quỷ ở trong cõi người, nếu người đi ban đêm thì có khi gặp nó. Quỷ ở trong cảnh giới ngạ quỷ, tức ở dưới cõi Diêm Phù Đề, 500 do tuần, rộng 36.000 do tuần, kể cả quyến thuộc của các ngạ quỷ khác trong đường ác. Ấy là vô lượng, với rất nhiều nghiệp ác, ở trong cõi Diêm Phù Đề có gần, có xa. Lại nữa, tùy theo khi biết quả báo của nghiệp, quan sát cõi ngạ quỷ có vô lượng loại. Vị ấy dùng văn tuệ quán xét sơ lược về 36 loại ngạ quỷ. Tất cả ngạ quỷ ở đó đều do tham lam keo kiệt, ganh ghét mà sinh vào chốn đó, đem vô số tâm khác nhau, tạo ra vô số các loại nghiệp khác nhau, thực hiện vô số hành động khác nhau, ở những chỗ khác nhau, với vô số sự đói khát, luôn tự đốt thân mình. Lược nêu có 36 loại như sau. 1. Ca bà ly, ngạ quỷ có thân hình như cái vạt. 2. Tô chi mục khư, ngạ quỷ miệng như lỗ kim. 3. Bàn đa bà xoa, ngạ quỷ ăn các thứ ói mửa. 4. Tỳ sư tha, ngạ quỷ ăn phần nhờ. 5. A bà xoa, ngạ quỷ không được ăn. 6. Kiện đà, ngạ quỷ ăn hơi. 7. Đạt ma bà xoa, ngạ quỷ ăn pháp. 8. Bà lợi lam, ngạ quỷ ăn nước. 9. Asaka, ngạ quỷ hy vọng. 10. Xí trá, ngạ quỷ ăn đờm. 11. Ma la bà xoa, ngạ quỷ ăn vòng hoa. 12. La ngọc trá, ngạ quỷ ăn máu. 13. Mông sa bà xoa, ngạ quỷ ăn thịt. 14. Tô kiện đà, ngạ quỷ ăn hương khói. 15. A tỳ già la, ngạ quỷ đi nhanh. 16. Si đà la, ngạ quỷ tìm lỗi. 17. Ba đa la, ngạ quỷ ở dưới đất. 18. Hy lợi đề, ngạ quỷ thần thông. 19. Xà bà lệ, ngạ quỷ đốt cháy. 20. Si đà la, ngạ quỷ rình lỗi em bé. 21. Kama,
ngạ quỷ ư sắc dục, hai hai tam mâu đà la đề ba, ngạ quỷ ở bờ biển, hai ba diêm la vương sử, ngạ quỷ cầm gậy, hai bốn bà la bà xoa, ngạ quỷ ăn trẻ con, hai lăm ô thù bà xoa, ngạ quỷ ăn tinh khí của người, hai sáu bà la môn, ngạ quỷ la sát, hai bảy quân trà hỏa lư, ngạ quỷ ăn chất đã thiêu đốt, hai tám a thâu bà la tha, ngạ quỷ ở bờ ruộng ngõ hẻm ô uế, hai chín bà di bà xoa, ngạ quỷ ăn gió, ba mươi ương già la bà xoa, ngạ quỷ ăn than lửa, ba mốt tỳ sa bà xoa, ngạ quỷ ăn chất độc, ba hai a trá tỳ, ngạ quỷ ở đồng hoàng, ba ba sama xá la, ngạ quỷ ở gò mã ăn than đất nóng, ba bốn tỳ lợi xài, ngạ quỷ ở trong cây, ba lăm già đa ba tha, ngạ quỷ ở ngã từ, ba sáu ma la ca gia, ngạ quỷ giết thần. Đó là nói lược về 36 loại ngạ quỷ. Nếu nói rộng ra thì có vô lượng, có nhiều thứ tâm tạp ác nên hành nghiệp đều khác. Do nhân duyên là tâm keo kiệt tham lam, không thực hành bố thí mà phải chịu vô số các loại thân như vậy. Lại nữa, tỳ kheo khi biết quả báo của nghiệp rồi, quan sát các loại ngạ quỷ chịu đói khát, dữ dội tự đốt thân mình. Do đời trước sinh nhiều đố kỵ, tâm ác phá hoại, gây tạo nhiều ba nghiệp ác về thân khẩu ý với 10 thứ bất thiện, nên sinh trong loài ngạ quỷ. Người kia do gây nhân là tạo 10 thứ nghiệp đạo bất thiện mà chịu tất cả khổ, vì nghiệp ác nên sinh trong loài ngạ quỷ. Do nghiệp ác lôi kéo, do nghiệp làm gốc mà bị đọa vào đường ác và bị trói buộc ở đấy. Do nhân duyên đó mà người kia không thoát khỏi sinh tử. Tầm khỉ vượng từ vô thủy đến nay luôn nhảy nhót, quấy nhiễu, không đứng yên, đi vào nơi hiểm nạn, nhiều chướng ngại, leo trèo nơi vô số mạng lưới, cành nhánh, qua lại màu trống, ở nơi núi sinh tử, ngủ trong hang sâu, đi đến đâu không hề hay biết. Quán tầm khỉ vượng mãi lăng xăng, không chịu đứng yên nên làm như vậy. Ban đầu phải điều phục tâm, nếu tâm không được điều phục thì nó sẽ dẫn chúng sinh đến chỗ rất sợ hãi, chịu khổ não lớn. Tâm giặc như vậy nên khiến chúng sinh cứ luân hồi trong sinh tử. Tư duy về tâm như vậy, tỳ kheo lìa bỏ được dục ế trong sinh tử, nhàm chán khổ nơi sinh tử. Lại tư duy như vậy, tất cả sinh tử thấy đều khổ não. Tỳ kheo kia như thế là tư duy phân biệt. Trong loài ngạ quỷ có vô số loài, tư duy như vậy rồi, vị ấy phân biệt từng loại và quán các nghiệp báo, biết đều do nhân duyên sinh ra, có khổ vui đẹp xấu, tịnh bất tịnh, thiện ác, sang hèn, trên dưới, sinh, diệt. Tất cả các loại ấy không phải tự nhiên sinh ra. Tỳ kheo quan sát các loài ngạ quỷ như vậy, biết quả báo của nghiệp rồi, dùng văn tuệ quán ngạ quỷ ca bà ly, thân hình như cái vạc, nên quán xét như thế nào. Quỷ ấy thân dài, lớn hơn người gấp hai lần, không có mặt, mắt, tay chân lõm vào, giống như chân cái vạc, lửa cháy đầy trong đó, thiêu đốt thân hình giống như thiêu đốt cây, bị đói khát bức bách. Khi bị quả báo trói buộc thì không ai có thể cứu được, không có chỗ nương tựa, không có chỗ cậy nhờ, luôn ô sầu khổ não không ai cứu vớt. Vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này? Vị ấy liền dùng văn tuệ, thấy chúng sinh kia vào đời trước do tham lam của cải mà nhận làm người đồ tể, giết thuê cho người, cắt bầm mỡ, thịt, lòng không chút thương xót. Người kia do tâm tham mà sát sinh, giết rồi lại thích thú, tạo ra nhiều nghiệp ác, tâm không hề hối hận. Sau khi qua đời, người ác ấy bị đọa vào đường ác, làm thân ngạ quỷ ca bà ly, ở sâu dưới đất 500 do tùng. Từ đây, khi qua đời, liền sinh đến chỗ tối tăm rất kinh hãi. Sau khi sinh vào đó, hai núi trên dưới hợp lại cùng một lúc để ép thân nó phải chịu khổ não cùng cực. Thân nó chuyển lớn lên, đầy cả một do tùng, luôn bị đói khát thiêu đốt thân. Trong đường ngạ quỷ,
nó phải trải qua 500 năm. Một ngày đêm ở đây, tính theo ngày tháng năm, nơi cõi Diêm Phù Đề là 10 năm. Như vậy, 500 năm gọi là một đời, giảm bớt ít nhiều mạng sống cũng không nhất định. Nghiệp thứ hai bị đọa trong cõi ngạ quỷ. Có chúng sinh nào nhận giữ vật của người khác mà tìm cách khước từ, không chịu trả lại, thì sinh vào loài ngạ quỷ ấy. Hoặc người nam hay người nữ không thực hành ba loại bố thí, bố thí của cải, bố thí pháp, bố thí vô ý, lại thường ôm lòng tham lam bỏng sẻn, thì sinh trong loài ngạ quỷ ấy. Lại nữa, tỳ kheo khi biết quả báo của nghiệp rồi, lại quan sát về ngạ quỷ, vị ấy dùng văn tuệ quán xét các loài ngạ quỷ trăm khẩu, miệng như lỗ kim, vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này. Vị ấy dùng văn tuệ quán loài ngạ quỷ tô chi một khư, đời ngụy dịch là miệng như lỗ kim. Biết chúng sinh này đời trước dùng tiền của thuê người sát sinh, tham lam keo kiệt, canh ghét, không thực hành hạnh bố thí, không bố thí cơm áo, không bố thí pháp, không bố thí vô ý. Người ấy khi qua đời bị đọa làm thân ngạ quỷ miệng như lỗ kim, do tạo nghiệp dối gạt làm mê hoặc người, nên thọ thân ngạ quỷ miệng như lỗ kim, bụng như núi lớn, luôn luôn đau khổ, bị đói khát đốt cháy hành hạ thân thể. Bên trong bị các khổ, bên ngoài bị lạnh, nóng, ruồi, mũi, loài trùng ác, các bệnh về nhiệt. Thân tâm như thế là chịu vô số các khổ bức. Một ngày một đêm trong địa ngục so với số ngày tháng năm của nhân gian trải qua là 10 năm. Như vậy, thọ thân ngạ quỷ đủ 500 năm, mạng sống cũng không nhất định. Nếu người nam hoặc nữ gây tạo nghiệp thứ hai thì bị đọa vào loài ngạ quỷ miệng như lỗ kim ấy. Hoặc có người chồng bảo vợ cúng dường một ít thức ăn cho các sa môn, bà la môn, nhưng người vợ keo kiệt, tiếc của, có mà nói là không có, rồi nói với người chồng, trong nhà không có gì cả, thì lấy đâu để cúng dường sa môn và các đạo sĩ. Người vợ ấy vì tham lận, tiếc của nên dối gạt chồng, không chịu cúng dường. Sau khi qua đời, bà ta bị đọa vào loài ngạ quỷ, miệng như lỗ kim, vì đã tích chứa huân tạp nhiều nghiệp ác. Thế nên, phần nhiều người nữ sinh trong đường ngạ quỷ. Vì sao? Vì người nữ có nhiều tham dục, đố kỵ không bằng đàn ông. Người nữ tâm nhỏ mọn, keo kiệt, không rộng rãi như đàn ông. Vì nhân duyên đó nên sinh trong loài ngạ quỷ. Cho đến khi nghiệp ác tâm đố kỵ không mất, không hoại, không hủy, thì không thể nào thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Nếu nghiệp hết thì mới được thoát. Từ đây, sau khi qua đời, lại sinh vào loài súc sinh, thọ thân loài quạ, già trá ca. Quạ này chỉ ăn nước mưa từ trời, ngửa miệng lên hứng đón lấy nước mưa để uống, ngoài ra không được uống nước gì khác. Thường khổ sở vì đói khát, chịu nhiều khổ bức. Thoát thân súc sinh rồi, sinh làm người, do nghiệp ác còn sót lại, nên thường khốn khổ đói khát, bần cùng phải xin ăn để sống. Vì nghiệp ác còn sót lại, nên phải chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo kia biết rõ quả báo của nghiệp, lại quan sát về các ngạ quỷ, vì ấy dùng văn tuệ quán loài ngạ quỷ ăn các thứ ói mửa. Chúng sinh vì nghiệp gì mà làm thân ngạ quỷ ăn các thứ ói mửa? Vì ấy dùng văn tuệ biết chúng sinh này vào đời trước làm thân người nữ, dối gạt chồng mình, tự ăn những món ngon ngọt, tâm bỏng xẻn tham lam, ganh ghét con mình nên không cho. Hoặc có người chồng vợ không phản bội, lại khởi ý ganh tị, một mình ăn những món ngon ngọt không cho vợ con ăn. Do nhân duyên đó nên những người kia sau khi qua đời bị đọa vào loài ngạ quỷ bàn đa. Bàn đa bà xoa, đời ngụy dịch là ăn các thứ ói mửa. Làm thân ngạ quỷ này thường bị đói khát thiêu đốt khắp thân. Thân nó kèo lớn hơn đủ do tùng, ở trong vùng đồng hoang chạy đôn đéo khắp nơi để tìm kiếm nước uống, lớn tiếng kêu gào vì bị đói khát. Chúng sinh ấy cho đời trước không đem củ cải bố thí, không bố thí pháp, không bố thí vô ý. Do nhân duyên ấy nên sinh trong loài ngạ quỷ này, thọ mạng lâu dài như trên đã nói, trải qua 500 năm
Nếu nghiệp ác chưa hết, chưa hoại thì trọn không thoát được. Loài ngạ quỷ ấy luôn tìm kiếm những thứ do ói mửa, rất là khốn khổ nhưng cũng không có. Từ đấy, sau khi qua đời, sinh và loài súc sinh cũng thường ăn những thứ do ói mửa, chịu khổ vì đói khát. Thoát được thân súc sinh thì sinh làm người, do nghiệp ác còn sót lại nên luôn bị đói khát. Ở bờ ruộng ngõ hẻm, thường nhặt những thức ăn vứt bỏ của người đời để ăn. Hoặc theo các sa môn, Bà La Môn xin ăn để sống, vì nghiệp ác còn sót lại nên phải chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo kia biết quả báo của nghiệp, lại quán các loài ngạ quỷ. Vị ấy dùng văn tuệ nhận biết các chúng sanh này do đời trước nhiều tham lam ganh ghét, thường âm lòng keo kiệt bỏng xẻn, không thực hành bố thí, đã đem các thức ăn bất tịnh bố thí cho các sa môn, Bà La Môn, khiến chư vị ấy không biết thức ăn bất tịnh nên đã thọ dụng. Do nhân duyên tạo nghiệp ác ấy nên sau khi qua đời, người bỏng xẻn kia bị đọa vào đường ác, sinh trong loài ngạ quỷ ăn phân nhơ, thọ mạng dài ngắn như trước đã nói, cũng trải qua 500 năm đói khát đốt thân, luôn tìm kiếm những thứ phân nhơ nhưng vẫn không có. Do nghiệp lực nên luôn chẳng được vừa ý, các chỗ bất tịnh với sâu dòi phận uế mãi chạy xuôi ngược, tìm kiếm nhưng vẫn không no đủ, đến nỗi phải chết. Luôn bị khổ não như vậy mà nghiệp ác vẫn chưa hết, không hoại không tan nên không thoát được. Nếu nghiệp ác hết, sau khi qua đời, tùy theo nghiệp lưu chuyển thọ khổ theo sinh tử. Thân người khó được, giống như con rùa trong biển, tìm lỗ hổng nơi cây nổi. Thân xấu ác thọ khổ khắp nơi. Nếu sinh làm người thì bần cùng nhiều bệnh, khốn khổ vì đói khát, thường xin thức ăn dư thừa để tự nuôi sống. Vô lượng suy nghĩ ác luôn theo đuổi nơi thân. Thân tướng lợn lói bất tịnh, uế tạp, bị mọi người khinh ghét, hơi miệng hôi hám, răng nướu đen sạm. Do nghiệp ác còn sót lại nên bị quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo kia biết rõ quả báo của nghiệp, lại quan sát về nơi chốn của loài ngạ quỷ kêu lận, canh tị. Tất cả loài ngạ quỷ đều do keo kiệt đố kỵ làm gốc. Các chúng sinh ấy vì nghiệp gì mà phải sinh trong loài ngạ quỷ không ăn? Vị ấy dùng văn tuệ biết các ngạ quỷ đó từ đời trước do bọn xẻn ganh tị, tự che lấp tâm mình, nói dối lừa gạt, tự ỷ mình có sức mạnh, vu khống người lương thiện, cột trói họ trong nhà tù, cấm mọi người không được cho ăn, khiến người kia phải chết. Giết rồi tâm hả hê không hối hận, mà lại sinh tâm tùy hỷ, sau còn dạy bảo người khác làm như vậy, tạo nghiệp ác rồi mà không hề hối cải. Người ác ấy sau khi qua đời sinh làm ngạ quỷ không ăn, hoặc nam hoặc nữ sinh vào chốn đó luôn bị lửa đói khát đốt cháy hừng hực, giống như nước trong núi được khởi thông, dòng chảy tung vọt lên cao, lửa trong bụng bốc lên thiêu đốt thân người ác kia không chừa một chút nào. Chết rồi thì sống trở lại, sống lại rồi bị thiêu đốt. Có hai loại khổ luôn bức bách thân họ, một là đói khát, hai là lửa đốt. Người ác ấy bị khổ bức nên kêu gào thảm thiết chạy khắp nơi. Quả báo của nghiệp ác thật không thể lường tính như vậy. Người kia bị khổ cả bên trong lẫn bên ngoài, toàn bộ thân thể bị lửa nghiệp thiêu đốt, trong thân phát ra lửa rồi tự đốt lấy thân. Cũng như trong thân cây lớn khô ráo có chỗ trống, người ta đem lửa đốt khiến cây cháy dữ dội. Ngạ quỷ này bị thiêu đốt cũng giống như thế, khắp thân đều bị cháy, kêu gào thê thảm, miệng phát ra lửa, hai ngọn lửa phát ra cùng lúc thiêu đốt thân, khiến quỷ kinh hoàng tìm đường chạy trốn. Khi chạy, trên đất mọc đầy gai góc, tất cả đều bị lửa cháy xuyên qua hai chân, làm nó đau đớn cùng cực, không chịu nổi. Khi kêu gào thì lửa đốt lưỡi, khiến nát rẻ giống như nấu sữa đặc. Chết rồi sống lại, do nghiệp ác nên dòng rủi khắp nơi để tìm nước. Khi đến ao suối nơi có nước thì hết thảy đều khô cạn, vì nghiệp ác nên chỉ thấy toàn là lửa lớn dữ dội. Cây cối, đất đai, núi rừng đều bị đốt cháy.
Nó chạy đến chỗ có nước, thì nơi ấy có ngạ quỷ giữ nước, tay cầm binh khí, đón đánh vào đầu nó. Bị khổ não tột cùng như thế, đều do đời trước tham lam bỏng xẻn, bị giặc tâm làm cuồng loạn, thọ mạng lâu dài, trải qua 500 năm, như trước đã nói. Vì nghiệp ác ấy, nên luôn không được ăn. Nghiệp ác chưa hết, nên khiến không chết. Nghiệp ác chưa hết, không hoại, không hủy, thì vẫn không thoát được. Nếu nghiệp ác hết, thì mới thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Ở đây qua đời, bị gió nghiệp ác thổi, theo nghiệp mà lưu chuyển, thọ khổ nơi sinh tử. Thân người khó được, giống như con rùa trong biển tìm lỗ hổng nơi cay nổi. Nếu sinh làm người, khi ở trong thai, thì làm cho mẹ không thể ăn được, khiến người mẹ thân tướng tiều tụy, xấu xí. Do nghiệp sát sinh nên bào thai bị sảy. Giả sử thai không yểu thì lại tạo cho thân thể mẹ trở nên hôi hám, đáng ghét, lại còn thích làm điều bất thiện. Nếu được sinh ra thì mạng ngắn, nạn nhiều như nạn bị vua bắt trói, bị khổ nơi lao ngục, đói khát, chết đói. Do nghiệp ác còn sót lại nên thọ quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo khi biết rõ về quả báo của nghiệp, lại quan sát thế giới của ngạ quỷ, vì ấy dùng văn tuệ quán xét các ngạ quỷ ăn hơi, vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này. Vì ấy dùng văn tuệ biết chúng sinh do đời trước tự mình ăn nhiều món ngon, không cho vợ con và quyến thuộc, vợ con chỉ được ngửi mùi thơm chứ không hề biết đến vị ngon của thức ăn ấy. Trước vợ con, người kia chỉ ăn một mình, do tánh bỏng xẻn đối với người thân, quyến thuộc, đã không lấy cho mà còn sai bảo người khác không được cung cấp, lại sinh tâm tùy hỷ, tạo ra nhiều tội lỗi như vậy mà người kia không cải hối, không hề sinh tâm xấu hổ. Sau khi qua đời, người ác ấy bị đọa vào loài ngạ quỷ ăn hơi, thường bị đói khát đốt thân, dòng rủi khắp chốn, kêu gào khóc lóc, chỉ nương vào tháp miếu. Khi có người tin tưởng cúng tế, trời đất bày biện các món cúng, thì quỷ nhờ vào mùi thơm của thức ăn và ngửi lấy các mùi khác để sống. Lại có các ngạ quỷ khác cũng ngửi mùi. Khi người đời bị nhiều bệnh hoạn, sắp bày các món tế lễ ở bên sông, trong rừng, bờ ruộng, các ngã đường, thì quỷ đó nhờ vào những mùi thơm này để sống. Như vậy, các ngạ quỷ ăn hơi có vô lượng khổ não, vì nghiệp ác chưa hết nên khiến nó không chết. Bị khổ như thế, nhưng nghiệp ác chưa hết, không hoại, không hủy, thì vẫn không thoát được. Nếu nghiệp ác hết, thì mới thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Ở đài qua đời, tùy theo nghiệp mà lưu chuyển, thọ khổ theo sinh tử. Thân người khó được, giống như con rùa trong biển, tìm kiếm lỗ hổng nơi cay nổi. Nếu sinh làm người, thì nghèo khốn, nhiều bệnh hoạn, thân thể hôi dơ, do nghiệp ác còn sót lại nên bị quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo khi biết quả báo của nghiệp, lại quán về thế giới của ngạ quỷ, vì ấy dùng văn tuệ quán xét loài ngạ quỷ ăn pháp, nhờ nhân duyên của pháp khiến chúng đứng vững và có thể lực. Vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này? Vì ấy dùng văn tuệ quán thấy các ngạ quỷ ấy lúc làm người tánh nhiều tham lam đố kỵ, vì để nuôi sống thân mạng, vì cầu tài lợi, nói pháp cho người mà tâm không kính trọng, phạm giới không có lòng tin, không vì mục đích giáo hóa, điều phục các chúng sinh mà lại nói pháp bất tình, nói sát sinh được sinh thiên hưởng phước, cưỡng bức đoạt của cải cho là không có tội báo. Đưa con gái cho người khác để được phước đức, cũng như thả một con trâu chúa, đem những pháp bất tịnh ấy thuyết giảng cho người, được của cải thì tự mình thọ dụng, không chịu làm bố thí, lại đem chôn giấu tích trữ, do bỏng xẻn ganh tị che lấp tâm. Sau khi qua đời, người kia sinh vào đường ác, làm thân ngạ quỷ ăn pháp, mạng sống trải qua 500 năm, ngày tháng dài ngắn như trước đã nói. Ở các chỗ hiểm nạn, cứ chạy xuôi ngược khắp nơi, tìm kiếm ăn uống, bị đói khát đốt thân, không ai cứu vớt, giống như cây khô. Quỷ ấy bị lửa thiêu đốt, đầu tóc rối bời, lông trên thân rất dài, thân thể gầy ốm yếu ớt, mạch máu như sở lưỡi, thịt mỡ tiêu tan,
chỉ còn da bọc xương đờ cứng, cào lớn thô lậu, móng chân tay, móng tay dài bén. Do tạo nghiệp ác là lừa dối nên mặt nhăn, mắt quầng sâu, nước mắt chảy như mưa, thân hình đen sạm giống như mây đen, toàn thân đều bị sâu ác quét ăn, ruồi mũi trùng đen theo lỗ chân lông mà vào rút rỉ thịt, làm cho nó sợ hãi kinh hoàng bỏ chạy. Nếu đến chùa của chư tăng hoặc có người đến trụ xứ của chúng tăng thực hành hai loại bố thí nhân đấy mà thượng tọa thuyết pháp và được mọi người khen ngợi, quỷ này nhờ đấy mà được sống còn, có sức lực, thân mạng được tồn tại, nhưng nghiệp ác vẫn chưa hết, chưa hoại thì vẫn không thoát được kiếp ngạ quỷ. Nếu nghiệp dứt thì mới thoát khỏi. Ở đài mạng chung, do đời trước đem tâm tạo các nghiệp nên bị sinh vào các chốn. Thân người khó được, giống như con rùa trong biển, tìm lỗ hổng nơi cay nổi. Nếu sinh làm người thì thường làm bà la môn giữ đền thờ, giết dê để tế trời, làm thầy chú thuộc không được tự tại. Thường theo người khác xin ăn để sống, do nghiệp ác nên trở lại đọa vào địa ngục, đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Nói nữa, tỳ kheo kia biết quả báo của nghiệp, lại quán xét thế giới của ngạ quỷ, vị ấy dùng văn tuệ quán xét các ngạ quỷ ăn nước. Vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này? Quả báo của nghiệp ác thật không thể lường tính như vậy. Người kia bị khổ cả bên trong lẫn bên ngoài, toàn bộ thân thể bị lửa nghiệp thiêu đốt, trong thân phát ra lửa rồi tự đốt lấy thân, cũng như trong thân cây lớn khô ráo có chỗ trống, người ta đem lửa đốt khiến cây cháy dữ dội. Ngạ quỷ này bị thiêu đốt cũng giống như thế, khắp thân đều bị cháy, kêu gào thê thảm, miệng phát ra lửa, hai ngọn lửa phát ra cùng lúc thiêu đốt thân, khiến quỷ kinh hoàng tìm đường chạy trốn. Khi chạy, trên đất mọc đầy gai góc, tất cả đều bị lửa cháy xuyên qua hai chân, làm nó đau đớn cùng cực, không chịu nổi. Khi kêu gào thì lửa đốt lưỡi, khiến nát rã giống như nấu sữa đặc. Chết rồi, sống lại. Do nghiệp ác nên dòng rủi khắp nơi để tìm nước. Khi đến ao suối, nơi có nước thì hết thảy đều khô cạn. Vì nghiệp ác nên chỉ thấy toàn là lửa lớn dữ dội. Cây cối, đất đai, núi rừng đều bị đốt cháy. Nó chạy đến chỗ có nước thì nơi ấy có ngạ quỷ giữ nước, tay cầm binh khí đón đánh vào đầu nó. Bị khổ não tột cùng như thế đều do đời trước tham lam bỏng sẻn, bị giặc tâm làm cuồng loạn, thọ mạng lâu dài trải qua 500 năm như trước đã nói. Vì nghiệp ác ấy nên luôn không được ăn. Nghiệp ác chưa hết nên khiến không chết. Nghiệp ác chưa hết, không hoại, không hủy thì vẫn không thoát được. Nếu nghiệp ác hết thì mới thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Ở đây qua đời, bị gió nghiệp ác thổi, theo nghiệp mà lưu chuyển, thọ khổ nơi sinh tử. Thân người khó được, giống như con rùa trong biển tìm lỗ hổng nơi cay nổi. Nếu sinh làm người, khi ở trong thai thì làm cho mẹ không thể ăn được, khiến người mẹ thân tướng tiều tụy, xấu xí. Do nghiệp sát sinh nên bào thai bị sảy. Giả sử thai không yểu thì lại tạo cho thân thể mẹ trở nên hôi hám, đáng ghét, lại còn thích làm điều bất thiện. Nếu được sinh ra thì mạng ngắn, nạn nhiều như nạn bị vua bắt trói, bị khổ nơi lao ngục, đói khát, chết đói. Do nghiệp ác còn sót lại nên thọ quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo kia biết rõ về quả báo của nghiệp, lại quan sát thế giới của ngạ quỷ, vị ấy dùng văn tuệ quán xét các ngạ quỷ ăn hơi. Vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này? Vị ấy dùng văn tuệ biết chúng sinh do đời trước tự mình ăn nhiều món ngon, không cho vợ con và quyến thuộc, vợ con chỉ được ngửi mùi thơm chứ không hề biết đến vị ngon của thức ăn ấy. Trước vợ con, người kia chỉ ăn một mình, do tánh bỏng sẻn đối với người thân, quyến thuộc đã không lấy cho mà còn sai bảo người khác không được cung cấp, lại sinh tâm tùy hỷ, tạo ra nhiều tội lỗi như vậy mà người kia không cải hối, không hề sinh tâm xấu hổ. Sau khi qua đời,
Người ác ấy bị đọa vào loài ngạ quỷ ăn hơi, thường bị đói khát đốt thân, dòng rủi khắp chốn, kêu gào khóc lóc, chỉ nương vào tháp miếu. Khi có người tin tưởng cúng tế, trời đất bày biện các món cúng, thì quỷ nhờ vào mùi thơm của thức ăn và ngửi lấy các mùi khác để sống. Lại có các ngạ quỷ khác cũng ngửi mùi. Khi người đời bị nhiều bệnh hoạn, sắp bày các món tế lễ ở bên sông, trong rừng, bờ ruộng, các ngã đường, thì quỷ đó nhờ vào những mùi thơm này để sống. Như vậy, các ngạ quỷ ăn hơi có vô lượng khổ não, vì nghiệp ác chưa hết nên khiến nó không chết. Bị khổ như thế, nhưng nghiệp ác chưa hết, không hoại, không hủy, thì vẫn không thoát được. Nếu nghiệp ác hết, thì mới thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Ở đài hòa đời, tùy theo nghiệp mà lưu chuyển, thọ khổ theo sinh tử. Thân người khó được, giống như con rùa trong biển, tìm kiếm lỗ hổng nơi cay nổi. Nếu sinh làm người, thì nghèo khốn, nhiều bệnh hoạn, thân thể hôi dơ, do nghiệp ác còn sót lại, nên bị quả báo như vậy. Lại nữa, tùy theo ký biết quả báo của nghiệp, lại quán về thế giới của ngạ quỷ, vị ấy dùng văn tuệ quán xét loài ngạ quỷ ăn pháp, nhờ nhân duyên của pháp khiến chúng đứng vững và có thể lực. Vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này? Vị ấy dùng văn tuệ quán thấy các ngạ quỷ ấy lúc làm người tánh nhiều tham lam đố kỵ, vì để nuôi sống thân mạng, vì cầu tài lợi, nói pháp cho người mà tâm không kính trọng, phạm giới không có lòng tin, không vì mục đích giáo hóa, điều phục các chúng sinh mà lại nói pháp bất tình, nói sát sinh được sinh thiên hưởng phước, cũng bất đọt của cải cho là không có tội báo. Đưa con gái cho người khác để được phước đức, cũng như thả một con trâu chúa, đem những pháp bất tịnh ấy thuyết giảng cho người, được của cải thì tự mình thọ dụng, không chịu làm bố thí, lại đem chôn giấu tích trữ, do bọn xẻng ganh tị che lấp tâm. Sau khi qua đời, người kia sinh vào đường ác, làm thân ngạ quỷ ăn pháp, mạng sống trải qua 500 năm, ngày tháng dài ngắn như trước đã nói, ở các chỗ hiểm nạn, cứ chạy xuôi ngược khắp nơi, tìm kiếm ăn uống, bị đói khát đốt thân, không ai cứu vớt, giống như cây khô. Quỷ ấy bị lửa thiêu đốt, đầu tóc rối bời, lông trên thân rất dài, thân thể gầy ốm yếu ớt, mạch máu như sở lưỡi, thịt mỡ tiêu tan, chỉ còn da bọc xương đơ cứng, cao lớn thô lậu, móng chân tay, móng tay dài bén. Do tạo nghiệp ác là lừa dối nên mặt nhăn, mắt quầng sâu, nước mắt chảy như mưa, thân hình đen sạm giống như mây đen, toàn thân đều bị sâu ác quét ăn, rồi mũi trùng đen theo lỗ chân lông mà vào rút rỉ thịt, làm cho nó sợ hãi kinh hoàng bỏ chạy. Nếu đến chùa của chư tăng hoặc có người đến trụ xứ của chúng tăng thực hành hai loại bố thí, nhân đấy mà thượng tọa thuyết pháp và được mọi người khen ngợi. Quỷ này nhờ đấy mà được sống còn, có sức lực, thân mạng được tồn tại, nhưng nghiệp ác vẫn chưa hết, chưa hoại thì vẫn không thoát được kiếp ngạ quỷ. Nếu nghiệp dứt thì mới thoát khỏi. Ở đài mạng chung, do đời trước đem tâm tạo các nghiệp nên bị sinh vào các chốn. Thân người khó được, giống như con rùa trong biển, tìm lỗ hổng nơi cay nổi. Nếu sinh làm người thì thường làm bà la môn giữ đền thờ, giết dê để tế trời, làm thầy chủ thuộc không được tự tại. Thường theo người khác xin ăn để sống, do nghiệp ác nên trở lại đọa vào địa ngục, đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo kia biết quả báo của nghiệp, lại quán xét thế giới của ngạ quỷ, vị ấy dùng văn tuệ quán xét các ngạ quỷ ăn nước. Vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này? Vị ấy dùng văn tuệ biết các ngạ quỷ ấy do đời trước bị tham ái che tâm, nấu rượu lừa gạt thế gian, thêm nước hòa than, hoặc ngâm loài dung loài ngài để làm mê hoặc người ngu, không thực hành bố thí, không tu phước đức, không giữ giới cấm, không nghe chánh pháp, không hành theo chánh pháp, lại bảo người khác làm những việc tham ác, thấy họ làm rồi thì thích thú, làm rồi không hối hận. Do nghiệp ác ấy, sau khi qua đời, sinh trong loài ngạ quỷ ăn nước, thường bị đói khát thiêu đốt thân,
buồn bã chạy đến đồng hoang, vùng hiểm nạn để tìm nước, rất khốn khổ nhưng không được. Thần tướng quỷ ấy cứng rích, đáng ghét giống như đất khô mặn, thân thể lở loét, cự thân thì bị đốt cháy, tóc dài che cả mặt mày, không thấy gì cả, luôn bị đói khát bức bách, chạy đến bên sông. Nếu có người qua sông, nơi chỗ chân họ đi qua, còn sót lại chút nước, dính đất bùn, thì quỷ liền chạy nhanh đến ăn để sống. Hoặc có người nào ở bên sông, lấy nước cúng cho cha mẹ đã qua đời, thì nó được chút phần. Nhờ nhân duyên đó mà mạng sống của quỷ được tồn tại. Nếu tự lấy nước, thì bị các ngạ quỷ giữ nước, dùng gậy đánh đập, lột hết da trên thân, đau đớn không chịu nổi, kêu la khóc lóc chạy trốn. Do tạo nghiệp ác tự dối gạt, thân bị nghiệp trói buộc bất tận, nên khiến không chết. Nhưng mà nghiệp ác chưa hết, chưa hoại, chưa tan, thì vẫn chưa thoát được. Nếu nghiệp hết, thì mới thoát khỏi. Ở đây qua đời, bị gió nghiệp thổi lưu chuyển trong sinh tử. Thân người khó được, giống như con rùa trong biển tìm lỗ hổng nơi cây nổi. Nếu sinh làm người, thì sinh nơi biên địa bần cùng khốn khổ, nơi không có cây cối, nước non để trú, thường bị khô hạn, luôn khốn khổ vì bệnh nóng, ngày đêm khát nước, do nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tùy theo khi biết quả báo của nghiệp là quán xét thế giới của ngạ quỷ, vì ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ Asaka, đời người dịch là ngạ quỷ hy vọng. Vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này? Vị ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh ấy do ganh tị, tham lam, tự che tâm mình. Thấy người thiện được chút ít của cải, người ác kia mua bán với giá cả không theo đạo lý, lại dối gạt họ để lấy của. Làm rồi thích thú, không sinh tâm hối hận, lại bảo người khác làm việc ác như mình, không thực hành bố thí, không tu phước đức, không giữ giới cấm, tâm không thành tính, không thuận với chánh pháp, tánh tình thô bạo, không thể điều phục được, không cần gũi bạn lành, thường âm lòng ganh tị. Người ác ấy, sau khi qua đời, bị đọa vào loài ngạ quỷ hy vọng. Nếu người đời vì cha mẹ, tiên linh mất, mà bày biện cúng tế, thì ngạ quỷ này được ăn. Ngoài ra, những thức ăn khác thì không được ăn, nên luôn bị đói khát thiêu đốt lấy thân, giống như cây bị cháy, không ai cứu vớt. Sắc mặt đen sạm, nước mắt chảy ròng, tay chân đều bị rách nát, đầu tóc che trùm cả mặt, thân thể đáng ghét giống như mây đen. Quỷ đầu đứng kêu gào thảm thiết và nói kệ: không thấy không quả báo, không thấy quả cũng không, đèn không cháy thì tối, không thấy không quả vui, như người mù không mắt, không thể thấy gì cả, không thấy cũng như vậy, vị lai không quả vui. Hoặc sinh đường ngạ quỷ, làm người luôn nghèo khổ, luân hồi chịu khổ não, là do tâm ganh tị, không thấy tức không quả, tạo nghiệp trọn không mất, theo nghiệp dẫn đến quả, chúng sinh theo nghiệp ăn, ta bị nghiệp ác thiêu, sinh trong loài ngạ quỷ, bị đói khát lớn này, lửa dữ thường thiêu đốt, khi nào hết đói khát, khi nào được an vui, bị khổ rất đau đớn, khi nào thoát ra được, không biết đạo phi đạo, không biết quả nghiệp thiện, đói khát như lửa đốt, chịu khổ não như vậy, tóc rối che cả mặt, không ai cứu giúp được, gân hiện như lưới bọc, mạng sống khổ vô cùng, buồn bã vào đồng hoang, thường bị các khổ bức, đơn độc không ai cứu, chịu đủ các thống khổ. Ngạ quỷ hy vọng, sen sĩ bỏ chạy, trốn nấp khắp nơi, tỳ kheo quán như vậy rồi tư duy, sinh tử luôn đốt cháy dữ dội, làm cho dục giới tăng thêm. Ngạ quỷ ấy, nếu có người nào bày biện vật phẩm cúng tế người chết thì mới được ăn để sống, chỉ được ăn thức ăn này, còn các thức ăn khác thì không được ăn, vì nghiệp ác chưa hết nên khiến không chết. Vì khổ như vậy mà nghiệp ác chưa hết, chưa hoại, chưa tan thì vẫn không thoát khỏi. Nếu nghiệp ác hết, ở đây qua đời, bị gió nghiệp thổi lưu chuyển trong thế gian, thọ khổ nơi sinh tử. Thân người khó được, giống như con rùa trong biển,
tìm kiếm lỗ hổng nơi cai nổi. Nếu sinh làm người thì sinh trong gia đình làm công, làm đầy tớ hèn hạ, bị người đánh đập sai khiến, do nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo khi biết quả báo của nghiệp lại quán xét về thế giới của ngạ quỷ, vị ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ ăn đờm vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này. Vị ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh kia có người nam hay nữ bị tâm bỏng rẻn, ganh tị che lấp, đem thức ăn bất tịnh lừa gạt các đạo sĩ sa môn xuất gia, nói đó là thức ăn thanh tịnh khiến họ tin dùng rồi lấy ăn. Họ có khi lấy những món không nên ăn đem bố thí cho người thanh tịnh. Người kia luôn làm các việc như vậy rồi còn bảo người khác làm những việc lừa dối như thế nữa. Người kia không thực hành bố thí, không giữ giới cấm, không thân cận bạn lành, không thuận theo chánh pháp, lại thích lấy vật bất tịnh đem cho người. Sau khi qua đời, người ác kia sinh trong đường ác, làm thân ngạ quỷ xí trá. Xí trá, đời ngụy dịch là ngạ quỷ ăn đờm, bị lửa đói khát, thiêu đốt khắp thân, ở những chỗ bất tịnh như tường vách đất đá để tìm kiếm đờm giải của người, ăn những thứ đó để sống, còn những thức ăn khác đều không được ăn. Nếu nghiệp ác chưa hết, chưa hoại, chưa tan thì vẫn không thoát được. Khi nghiệp ác hết thì mới thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Ở đây qua đời, tùy theo nghiệp mà lưu chuyển thọ khổ theo sinh tử. Nếu sinh làm người thì sinh vào nhà giọng phân bần cùng, hà tiện, nhiều bệnh hoạn gầy ốm, lở huyết, chảy máu hôi hám, hoặc đi xin thức ăn còn thừa của chúng tăng để sống. Do nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tùy theo khi biết rõ quả báo của nghiệp lại quán xét thế giới của ngạ quỷ, vị ấy dùng văn tuệ quán loài ngạ quỷ ma la là ngạ quỷ ăn vòng hoa, vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này. Vị ấy dùng văn tuệ biết chúng sinh kia do đời trước trộm vòng hoa của Phật và các bậc sư trưởng đáng tôn trọng, lấy trộm hoa đó vì hoa thanh khiết dùng để tự trang sức chứ không vì tâm ác. Do tâm của người kia tham lam, ganh tị nên sau khi qua đời thì sinh nơi tháp Phật hoặc sinh nơi tế lễ trời và có thần lực. Nếu người nào giận dữ hay tranh cãi đi đến tháp cung kính tức được thuận hợp thì quỷ có thể hiện ra các mộng ác để khủng bố mọi người. Nếu có người khác gặp các việc dữ ác mà cầu sức ân huệ của những quỷ thần này thì có dạ xoa với oai đức và thần thông lấy vòng hoa dâng lên, nhờ dịp này mà được ăn vòng hoa, ít đói khát, không bị lửa đói khát thiêu đốt, người đời khen ngợi, quỷ thường vui vẻ. Quỷ ăn vòng hoa ấy nếu nghiệp ác chưa hết, chưa hoại, chưa tan thì vẫn không thoát được. Nếu nghiệp ác hết mới được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Ở đây qua đời theo nghiệp mà lưu chuyển trong thế gian thọ khổ theo sinh tử. Nếu được sinh làm người thì làm người giữ vườn bán hoa để sống. Do nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo khi biết quả báo của nghiệp lại quán xét về thế giới của ngạ quỷ, vị ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ ăn máu để sống, vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này. Vị ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ kia lúc xưa làm người ưa thích những thức ăn có máu thịt, tâm người ấy bỏng sẻn, ganh tị, vui cười tạo ác, sát sinh, ăn máu, không bổ thí cho vợ con. Người ác ấy sau khi qua đời bị đọa vào đường ác, vì ưa thích ăn máu nên sinh trong loài ngạ quỷ là ngọc trá. La ngọc trá, đời ngụy dịch là ăn máu. Khi thọ thần quỷ này rồi, mọi người đều gọi nó là dạ xoa. Người ta dùng máu bôi phết khắp để cúng tế. Ăn máu rồi, quỷ còn làm cho người sợ hãi để luôn cầu tìm sự cúng tế. Mọi người đều cho là thần linh, cứ làm như thế để được sống. Thọ mạng của quỷ lâu dài, như trước đã nói, trải qua 500 năm. Ngạ quỷ ấy tạo các thứ yêu nghiệt, nhưng nếu nghiệp ác chưa hết, chưa hoại, chưa tan thì vẫn không thoát được. Nếu nghiệp ác hết thì mới thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Ở đây qua đời,
rồi theo nghiệp mà luân chuyển trong thế gian, thọ khổ theo sinh tử. Nếu được làm người thì sinh vào nhà dòng Chiên Đà La, ăn nuốt thịt người, do nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo khi biết quả báo của nghiệp lại quán xét thế giới của ngạ quỷ, vì ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ ăn thịt. Vì nghiệp gì mà sinh trong loài ngạ quỷ này? Vì ấy dùng văn tuệ biết chúng sinh này do ganh tị, tham ác, tự che lấp tâm mình, lấy thịt của chúng sinh làm thành từng khúc rồi bầm thái, đem cân mua bán lừa gạt, ít nói nhiều, cho dở là ngon. Người ác ấy sau khi qua đời bị đọa vào đường ác, sinh vào loài ngạ quỷ ăn thịt. Quỷ dạ xoa ấy ở nơi ngã tư hoặc ngõ hẻm, bờ ruộng, chợ búa, quán xá, hoặc ở trong thành phố, chỗ chúng tăng, sống nơi chỗ tế trời, hình tướng xấu ác ai thấy đều hoảng sợ. Nhưng quỷ ấy có thần thông, tánh mềm dịu, không làm nhiều điều ác, hành thí bất tịnh, do nhân duyên đó nên được thần thông, dùng thịt lộn xộn của các chúng sinh như bò, dê, nai để thiết đãi cho người, do nghiệp duyên này nên có thần lực. Nhưng nếu nghiệp ác chưa hết, chưa hoại, chưa tan thì vẫn không thoát được. Nếu nghiệp ác hết thì mới thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Ở đây qua đời, tùy theo nghiệp mà lưu chuyển, thọ khổ theo sinh tử. Thần người khó được, giống như con rùa trong biển tìm kiếm lỗ hổng nơi cài nổi. Nếu có chút nghiệp thiện thì được sinh làm người ở nơi biên địa, thuộc hàng Chiên Đà La Mang Di, ăn thịt người. Do nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo kia biết quả báo của nghiệp lại quán xét thế giới của ngạ quỷ, vì ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ ăn khói hương. Vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ ấy? Vì ấy dùng văn tuệ biết các chúng sanh này bị tâm đố kỵ, tham ác che lấp, đi buôn bán hương, thấy người cần mua hương gấp để cúng dường, kể khi không lấy hương tốt đưa cho họ mà lại đưa hương tầm thường bán không đúng giá, tâm không có tịnh tính, nói không có báo ác, không biết chư Phật là ruộng phước chân thật. Người ác ấy sau khi qua đời sinh trong loài ngạ quỷ dạ xoa, ăn khói hương, nhưng có thần thông. Thần nó đeo vòng hoa thơm, ướp hương xoa hương bột, cà múa để tự vui, hoặc sống trong các ngã tư miếu thần, chùa chiền, nhà cửa, núi rừng, nơi vui chơi, lầu cao đẹp đẽ, nó đều đi đến khắp. Người ngu trong thế gian thấy nó liền cung kính lễ bái, đốt các loại hương trầm thủy để cúng dường. Do đời trước buôn bán hương bảo người cúng dường vào ruộng phước tối thắng, nhưng không phải là ruộng tâm. Nếu trong Phật pháp tăng mà thực hành một chút bố thí thì được quả báo lớn, giống như cây ni câu đà, hạt rất nhỏ, nhưng nếu trồng vào đất tốt thì thành cây rất cao lớn, cành lá xum xuê. Nếu trồng ruộng phước Phật pháp tăng, có người hành bố thí thì được quả báo lớn. Cũng vậy, do sức lực của ruộng phước nên dạ xoa ấy có thần lực và được quả báo an vui, thoát ra khỏi thế giới quỷ. Ở đây qua đời rồi thì tùy theo nghiệp là lưu chuyển, thọ khổ theo sinh tử. Thần người khó được, giống như con rùa trong biển tìm kiếm lỗ hổng nơi cay nổi. Nếu được làm người thì sinh vào nhà bần cùng, thân người ấy có mùi thơm giống như xoa ướp hương thơm, do nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo khi biết quả báo của nghiệp lại quán xét thế giới của ngạ quỷ, vì ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ đi nhanh. Vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này? Vì ấy dùng văn tuệ biết chúng sinh này bị tham lam bỏng sẻn che tâm, hoặc làm sa môn phá bỏ giới luật để thọ, lại đắp pháp y, đi vào các xóm làng để lừa gạt mọi người tìm cầu của cải, nói xin về người bệnh. Thí chủ tùy theo bệnh mà cung cấp, nhưng khi được rồi không đem cho mà tự lấy ăn. Vì để có y phục trang sức mà xin cầu nơi các thành ấp, tìm đủ các vật cần dùng nhưng không cho người bệnh. Do nhân duyên đó, sau khi qua đời, người ấy sinh trong loài ngạ quỷ Tỳ Già La. Tỳ Già La đời Ngụy dịch là đi nhanh. Thọ thân ngạ quỷ này luôn ở chỗ bất tịnh, ăn đồ bất tịnh, thường bị đói khát thiêu đốt lấy thân,
nếu có chúng sinh làm điều bất tịnh thì ngạ quỷ đó gây não loạn cho họ. Tự hiện thân ngạ quỷ khiến họ sợ hãi để tìm chỗ sơ hở của họ, hoặc hiện trong mộng ác khiến họ hoảng sợ. Ngạ quỷ ấy qua lại trong vùng gò mã, thích gần thay chết, thân nó bị lửa cháy, khói và lửa phát ra một lúc. Nếu thấy bệnh dịch lan tràn trong thế gian, số người tử vong rất nhiều thì tâm nó vui mừng. Nếu có thần chú ác gọi mời thì nó lại ngay, có thể tạo những điều không lợi ích cho chúng sanh. Quỷ đi rất nhanh, trong một niệm có thể đi trong ngàn do tuần, cho nên gọi là ngạ quỷ đi nhanh. Kẻ phàm phu ngu si cùng nhau cúng dường nên gọi đó là dạ xoa có đại thần lực. Như thế gây vô số tai ương cho con người, khiến người phải lo sợ. Nếu nghiệp ác chưa hết, chưa hoại, chưa tan thì vẫn không thoát được. Nếu nghiệp ác hết thì mới thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Ở đây qua đời, tùy theo nghiệp mà lưu chuyển chịu khổ nơi sinh tử. Nếu sinh làm người thì sinh trong nhà thầy Pháp, thuộc về các quỷ thần, giữ miếu quỷ thần. Vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tùy theo khi biết quả báo của nghiệp, lại quán xét thế giới của ngạ quỷ. Vì ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ ăn sình mò, thường tìm khuyết điểm của mọi người. Vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này? Vì ấy dùng văn tuệ biết chúng sinh kia bị tham lam, ganh tị che lấp tâm, vu khống che bài chúng sinh khác để lấy của cải, hoặc tranh giành khủng bố, cưỡng bức người để đoạt lấy của cải, hoặc ở thành ấp, xóm làng cướp giật của cải người khác. Thường tìm kiếm chỗ sơ hở của người để cướp giật, không thực hành bố thí, không tu phước đức, không cần gũi bạn lành, thường âm lòng ganh tị, tham lam, trộm cắp, đoạt lấy của cải người khác, thấy của cải của họ thì âm lòng ác độc. Đối với các bạn lành tri thức, anh em quyến thuộc thì thường oán ghét, ganh tị. Mọi người thấy, cùng nhau chỉ rõ, nói là người xấu ác. Sau khi qua đời, người ấy bị đọa vào đường ác, làm thân ngạ quỷ Si Đà La. Si Đà La, đời ngụy dịch là tìm kiếm chỗ sơ hở. Chân lòng khắp thân tự nhiên phát lửa thiêu đốt lấy thân, giống như lúc cây trong thúc ca nở đầy hoa. Cây này hoa đỏ, giống màu đống lửa, cho nên lấy nó làm thí dụ. Quỷ bị lửa đói khát thiêu đốt lấy thân, rên rỉ kêu gào thảm thiết, luôn chạy đầy đó tìm kiếm thức ăn để sống. Đời có người ngu đi ngục tháp, nếu thấy miếu trời thì thuận hành cung kính. Người như vậy bị quỷ kia tìm được chỗ sơ hở vào trong thân người đó để ăn khí lực. Hoặc lại có người ở gần phòng dơ bẩn, quỷ ấy tìm được chỗ sơ hở vào trong thân người đó ăn khí lực để sống. Còn tất cả thứ khác đều không được ăn. Nếu nghiệp ác chưa hết, chưa hoại, chưa tan thì vẫn không thoát được. Nếu nghiệp ác hết mới thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Ở đây qua đời, tùy theo nghiệp mà lưu chuyển trong thế gian, thọ khổ theo sinh tử. Nếu được sinh làm người thì gặp nhiều hoạn nạn, như nạn ma, nước, lửa, giặc, đói, mất mùa. Thường sinh vào chỗ bần cùng, hạ tiện, nhiều bệnh khổ, thân thể yếu gầy. Vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tùy theo khi biết quả báo của nghiệp, lại quán xét về thế giới của ngạ quỷ. Vì ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ ở chỗ tối tăm dưới đất. Vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này? Vì ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh này do ngu si mà tạo nghiệp, bị tham lam ganh tị che lấp tâm, chê bài pháp để cầu tài, trói cột người bỏ trong lao ngục, khiến họ tối tăm mắt không thấy gì cả, tiếng kêu dội lại nghe như ai oán. Bị trói trong ngục chịu ưu não gấp bội, không ai cứu vớt. Người ác ấy sau khi qua đời sinh trong loài ngạ quỷ ở chỗ tối tăm dưới đất. Nơi ấy có rắn đại ác, thân lớn dài 20 dặm, bò đầy khắp chốn. Người kia bị gió lạnh run rẩy, đói khát đốt thân, đầu tóc rối bù, thân thể ốm yếu. Do đánh vào thân người kia làm cho tất cả thân thể đều bị phá hoại, đi vào chỗ tối tăm đại hiểm nạn, chịu khổ rất rùng rợn. Người ấy buồn bã chạy trốn một mình, không bạn bè, gió độc cắt mạnh giống như dao cắt, vì nghiệp ác mà cầu chết cũng không được.
Nhưng nếu nghiệp ác đã tạo chưa hết, không hoại không tan thì không thoát được. Khi nào nghiệp ác hết mới có thể thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Ở đây qua đời, tùy theo nghiệp mà lưu chuyển trong thế gian, thọ khổ nơi sinh tử. Thân người khó được, giống như con rùa trong biển, tìm kiếm lỗ hổng nơi cay đổi. Nếu được làm người, thường ở chỗ núi sâu, tối tăm hiểm nạn, ở bên bờ biển không thấy mặt trời, mặt trăng. Sinh vào cõi nước này, mắt người đó bệnh mù, không thấy biết gì cả, bần cùng hà tiện đi xin ăn để sống. Vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo khi biết quả báo của nghiệp lại quán xét về thế giới của ngạ quỷ. Vì ấy dùng văn tuệ thấy có ngạ quỷ tên Thần Thông Đại Lực Quang Minh, vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này. Vì ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh này do vọng ngữ dối gạt người, tham lam ganh ghét, phá hoại trộm cắp tài vật của người khác, lừa đảo người để lấy của, hoặc ý mình có thế lực cưỡng đoạt người lấy của đem cho bạn ác, không bố thí và ruộng phước, tạo thí bất tịnh, vì cầu ân nghĩa, vì cầu cứu, vì tiếp hội, vì nạn gấp, vì xu phụ, vì những điều như vậy gọi là thí bất tịnh. Sau khi qua đời, người ấy sinh trong loài ngạ quỷ Đại Lực Thần Thông, thọ thân quỷ rồi có nhiều ngạ quỷ bị vô lượng khổ não vây quanh, ở trong núi sâu hoặc nơi đầm bể, được sinh vào chỗ ấy thì có thần thông tự tại. Chỉ có một ngạ quỷ này là được vui bậc nhất, còn các quyến thuộc khác, thân như cây bị đốt, lửa đói khát bức bách, đều cùng nhau nhìn ngắm. Quỷ thọ lạc ấy là quả báo của việc thấy bất tình. Nếu khi nào nghiệp ác hết thì mới được thoát. Ở đây qua đời, tùy theo nghiệp mà lưu chuyển, thọ các khổ nơi sinh tử, thân người khó được. Giống như con rùa trong biển, tìm kiếm lỗ hổng nơi cay nổi. Nếu được làm người thì thống lãnh quốc độ, hoặc làm đại thần vào thời đói nghèo. Vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo kia biết quả báo của nghiệp lại quán xét về thế giới của ngạ quỷ. Vị ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ đốt cháy vào ban đêm, từ nơi thân lửa phát ra kêu gào thảm thiết, vụt bỏ chạy đến các xóm làng, thành ấp, núi rừng, thân như đống lửa bị đói khát thiêu đốt. Vì nghiệp gì mà sinh trong loài ngạ quỷ này? Vị ấy dùng văn tuệ biết chúng sinh này do tham lam, ganh tị, che lấp tâm, phá hoại người khác, nói dối, lừa gạt người, cướp đoạt của cải người, phá thành quách của người, giết hại dân chúng, khiến cho thân tộc, quyến thuộc của họ tan nát, cướp được của cải rồi đem dân vua, đại thần hoặc cho người hào quý, dựa vào thế lực của vua, vua khen là có tài năng, được vua khen ngợi, kẻ ấy càng hung bạo thêm nữa. Như trước đã nói, người ác ấy sau khi qua đời bị đọa trong loài ngạ quỷ Xà Bà Lệ. Xà Bà Lệ đời ngụy dịch là đốt cháy dữ dội. Do đời trước người ác kia cướp giật vào ban đêm, trói cột người lại để tra khảo, đánh đập khiến họ phải khổ sở. Vì nhân duyên đó mà nay vào ban đêm thì toàn thân bị lửa bốc cháy. Do đời trước từng trói cột người, làm họ kêu gào khóc lóc, nên nay bị lửa thiêu đốt khắp thân, kêu la đau đớn. Vì nghiệp ác chưa hết nên khiến quỷ không chết. Nếu nghiệp ác chưa hết, chưa hoại, chưa tan thì vẫn không thoát được. Ở đài qua đời, tùy theo nghiệp mà lưu chuyển trong thế gian, thọ khổ nơi sinh tử. Thân người khó được, giống như con rùa trong biển cả, tìm kiếm lỗ hổng nơi cay nổi. Nếu được làm người thì thường bị người khác phá hoại. Giả sử có của cải thì bị vua giặc xâm chiếm cướp giật. Nếu đến chỗ cao nguy hiểm hoặc leo lên cây cối thì bị rơi xuống làm tổn thương đến thân. Vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo kia biết rõ quả báo của nghiệp lại quán xét về thế giới của ngạ quỷ. Vì ấy dùng văn tuệ thấy các ngạ quỷ thường tìm kiếm chỗ sơ hở của người, sình kiếm chỗ dở của người, giết hại trẻ con. Vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này?
Vì ở dùng văn tuệ, biết các chúng sinh kia đời trước bị kẻ bạo ác giết trẻ con mình, nên nổi giận thề rằng đời sau ta sẽ làm dạ xoa giết con người để trả thù. Người ác ấy sau khi qua đời bị đọa vào đường ác làm ngạ quỷ Siddhala. Siddhala đời người dịch là quỷ rình mò chỗ sơ hở, luôn nhớ oan gia, sân hận, ác độc, đi tìm nơi nào có đàn bà sinh đẻ thì rình cướp mạng sống của đứa trẻ đó. Quỷ này có thần thông thế lực, nghe có mùi máu, trong khoảnh khắc nó liền đi đến chỗ đó và còn có khả năng đi trong ngàn giao tuần. Nếu có phụ nữ sinh con thì quỷ dùng thân vi tế để tìm chỗ sơ hở. Với tâm sân hận, đi tìm chỗ sơ hở của người khác nên tìm kiếm khắp nơi, cốt yếu muốn giết đứa con nhưng tìm không có. Nếu mẹ phạm lỗi nuôi nấng con không đúng pháp thì quỷ tìm được chỗ sơ hở của đứa con. Nếu bất tịnh ô uế thì quỷ tìm được chỗ sơ hở. Như trước đã nói, nếu tìm được chỗ sơ hở thì quỷ có thể hại đứa bé. Nếu không được thì đến 10 năm tìm nhiều cách để giết hại, chứ không bỏ ý định kia. Kẻ bất thiện như thế tự trói lấy tâm mình, bị đói khát đốt thân nên không thể giết hại. Nếu đứa trẻ này có nhiều nghiệp lành hoặc được thiện thần ủng hộ thì không thể giết nó được. Quỷ kia nổi sân hận và qua đời, tùy theo nghiệp mà lưu chuyển thọ khổ nơi sinh tử. Thân người khó được, giống như con rùa trong biển tìm kiếm lỗ hổng nơi cay nổi. Nếu được sinh làm người, do tập khí sân hận từ đời trước oán kết trói buộc nhau, nên sinh vào chỗ không đủ thuận duyên, tất cả giống như oan gia, dùng những phương tiện muốn người khác phải chết yểu, khuyết tật, vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo biết rõ quả báo của nghiệp lại quán xét về thế giới của ngạ quỷ, vì ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ Kama. Kama lưỡng lô ba, đời người dịch là ham sắc, vì nghiệp gì mà sinh trong loài ngạ quỷ này. Vì ấy dùng văn tuệ biết chúng sinh kia hoặc là nam nữ, hoặc là hoàng môn, mặc các thứ y phục để tự tạo vẻ đẹp đẽ, mặc y phục người nữ, làm theo việc dâm nữ. Có kẻ ham dục liền kết hợp với người đó, nhân việc ấy mà được củ cải đem cho kẻ phàm phu, chẳng phải chỗ ruộng phước. Người đem bố thí với tâm bất tịnh, do nhân duyên đó sau khi qua đời sinh trong loài ngạ quỷ ham sắc, làm thân quỷ rồi tràn sức đầy đủ cách, muốn gì được nấy, muốn đẹp được đẹp, muốn xấu thì xấu, muốn tạo ra màu sắc đáng ưa hay không đáng ưa đều có thể làm được. Như làm đàn ông thì dung mạo tuấn tú, hoặc làm người nữ thì đẹp đẽ dịu dàng, hay làm súc sinh thì thân tướng nổi bật. Nó có thể làm ra đủ các thứ trang sức thượng diệu, có thể du hành đến khắp cả mọi nơi. Nếu được đồ ăn uống thì quỷ ăn không bị bệnh, nên ít bố thí, có thể dùng thân nhỏ nhắn để lẻn vào nhà người tìm kiếm thức ăn uống. Người đời bắt được nói: quỷ tỳ xá già kia mới trộm cắp thức ăn uống của ta. Hoặc làm thân người tham dự vào các buổi lễ hội của người khác, hay làm thân chim ăn cơm cúng tế của người. Thân nó rất nhỏ, người đời không thể thấy được. Loài quỷ này là như thế, tùy theo ý muốn mà có thể hiện ra vô số hình sắc, người đời gọi chúng là dạ xoa như ý. Hoặc làm thân nữ giao kết với người, trang sức đủ cách như vậy là để lừa gạt mọi người. Sống trong đường ngạ quỷ, đi lại nơi nhân gian, nếu nghiệp ác chưa hết, không hoại, chưa tan thì vẫn không thoát được. Nếu nghiệp ác hết thì mới thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Sau khi ra khỏi thân ngạ quỷ, tùy theo nghiệp mà lưu chuyển, chịu khổ trong sinh tử. Thân người khó được, giống như con rùa trong biển tìm kiếm lỗ hổng nơi cay nổi. Nếu được làm người thì sinh trong hạng đào hát, mặc đủ loại y phục, tạo ra mọi sự phóng túng, vui đùa để nuôi sống, tự đem vợ mình theo hầu người khác để được củ cải, vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo biết rõ quả báo của nghiệp là quán xét về thế giới của ngạ quỷ, vì ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ ở bãi biển,
vì nghiệp gì mà sinh trong loài ngạ quỷ này. Vị ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh kia ở đời trước thấy người định qua vùng đồng trống nhưng bị bệnh mỏi mệt, người kia lấy đồ vật của những người bị bệnh đó vốn có giá trị cao rồi đưa lại tiền thì rất ít không tương xứng, do tham ác xảo quyệt lừa gạt người đi xa đang bị đói khổ nơi đồng trống hoang vắng mà người ác kia sinh nơi vùng bãi biển thọ thân ngạ quỷ. Vùng ấy không có cây cối, sông ao và nóng nực, kể cả mùa đông cũng rất nóng, lại có nhiều độc hại, nóng gấp 10 lần cái nóng mùa hè ở các nơi khác, nên quỷ dùng sương mai để sống. Tuy ở bãi biển nhưng quỷ không được uống nước, do nghiệp ác nên thấy biển đều khô cạn, còn như thấy cây cối thì thấy toàn là lửa dữ cháy hừng hực, không chút hy vọng, bị những thứ ác bao vây, không được an ổn, đói khát luôn thiêu đốt thân, kêu la thảm thiết. Do tâm tự lừa gạt nên chạy trốn khắp nơi, gào đến tắt tiếng mà chẳng được cứu vớt, không chỗ nương nhờ, đầu tóc rối bù, thân thể gầy còm, tất cả gân mạch đều hiện lên giống như vọng lưới. Quỷ đi tới đâu cũng đều khô kiệt, không ai cứu giúp, không trốn nương tựa, không nơi nhờ cậy. Nhưng nếu nghiệp ác ấy chưa hết, không hoài, không tan, thì nó vẫn không chết. Nếu nghiệp hết, thì mới thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Thoát thân ngạ quỷ rồi, tùy theo nghiệp mà lưu chuyển, chịu khổ trong sinh tử. Thân người khó được, giống như con rùa trong biển cả, tìm kiếm lỗ hổng nơi cày nổi. Nếu được sinh làm người, thì sống nơi vùng bãi biển, hoặc chỉ có một chân, hoặc bị chân ngắn, khốn khổ vì thiếu nước. Vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo biết sợ quả báo của nghiệp lại quán xét về thế giới của ngạ quỷ. Vì ấy dùng văn tuệ quán ngạ quỷ Diêm La cầm gậy, vì nghiệp gì mà sinh trong loài ngạ quỷ này. Vì ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh kia do tham lam, bỏn xẻn, ganh tị, tự hủy hoại tâm mình, được gần gũi quốc vương, đại thần hoặc hạ người hào quý để chuyên quyền làm điều bạo ác, không có lòng từ bi, không thực hành đúng lý, nên bị các hiền sĩ khinh chê. Người ác ấy, sau khi qua đời, bị đọa vào ngạ quỷ, Diêm La cầm gậy, ở thế giới của quỷ bị vua Diêm La xua đuổi, sai khiến. Nếu có chúng sinh gây ra các nghiệp xấu ác, thì vua Diêm La liền sai quỷ này, đoạt lấy tinh thần của chúng sinh đó. Thần tướng của quỷ ấy xấu xí, đáng sợ, đầu tóc rối bù, dài che cả thân, môi xệ xuống, tai dài lòng thòng, bụng lớn, kêu la to tiếng, thường dùng dao bén đánh đập các tội nhân, rồi nắm tay họ, lấy dây buộc trói lại, dẫn đến chỗ Diêm La Vương tàu. Đại vương, người này ở đời trước gây tạo nghiệp bất thiện, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đều bất thiện, xin vua xử trí hắn. Vua Diêm La liền dùng kệ quở trách: người là kẻ ngu trong cõi người, tự kết buộc bằng các nghiệp ác. Trước khi sao người không tu thiện, như đến ao báu trở về không, do làm nghiệp thiện được quả vui, có quả vui nên sinh tâm thiện, hết thảy các pháp theo tâm chuyển, luân hồi sinh tử không gián đoạn, tất cả các hành đều vô thường, giống như bọt nước không lâu bền. Ai chuyên tu chánh pháp như vậy, đường lai người ấy được thắng báo. Nếu người nào chuyên tu điều thiện, lì bỏ tất cả các nghiệp ác, người ấy sẽ không đến chỗ ta, đi lên bậc trên thọ báo trời. Nếu người ngu si không giác ngộ, ưa thích nghiệp ác đến chỗ ta, ai bỏ được nghiệp ác bất thiện là người thực hành đạo bậc nhất. Nếu thấy các nghiệp quả thế gian, lại thấy những thú vui trên trời, vậy mà vẫn còn tâm phóng dật, người ấy không gọi tự yêu mình, vì lợi gạt nên tạo nghiệp ác, buồn lùng tất cả thân khẩu ý, người ấy gây nhiều nghiệp khác nhau. Người này đổi nghiệp đến chỗ ta, ngươi bị các nghiệp ác lừa gạt, nhất định đi đến đường hiểm ác. Nếu ai ưa thích tạo nghiệp ác, vị lai thân người rất khó được. Nếu ai xa lìa các nghiệp ác, thích làm pháp thiện tâm ái lạc, hiện tại người ấy luôn an vui, ăn được niết bàn quả giải thoát. Nếu người nào huân tập hạnh thiện, là người thù thắng trong thế gian. Nếu ai học tạo nghiệp bất thiện,
là kẻ ác nhất trong thế gian. Người có trí tuệ hành việc thiện đều bỏ pháp ác đầu giữa cuối. Nếu ai tạo tập các nghiệp ác thì vào địa ngục chịu khổ báo. Dùng pháp thiện điều phục các căn, được pháp thù thắng tịnh thế gian. Sau khi người ấy đã qua đời, sinh lên cõi trời thọ diệu lạc. Nghiệp trói buộc người rất bền chặt, bị sứ giả Diêm La bắt giữ, đưa đến đường ác đầy sợ hãi. Thế giới Diêm La rất khổ não. Đời trước ngươi tạo nhiều nghiệp ác, nghiệp này nay ngươi tự gánh lấy. Mình làm mình chịu không ai khác, người khác làm mình không chịu quả. Vua Diêm La quở trách kẻ tội nhân, rồi sai sứ giả dắt đi. Vì tội nhân này tự mình tạo ra nghiệp ác, do nghiệp tự dối gạt dẫn đến phải chịu các quả báo khổ não. Trừng trị tra khảo, bị đói khát bức bách, chỉ ăn hơi gió mà thôi. Vì nghiệp ác chưa hết nên khiến tội nhân không chết, thoát được thân ngạ quỷ rồi, theo nghiệp mà lưu chuyển, chịu các khổ não nơi sinh tử. Nếu được làm người thì sống nơi biên địa hay trong hang tối, núi thẳm bờ cao, sông sâu đầy nguy nan sợ hãi. Có người quyền hành đi qua vùng này thì sai những người ấy dẫn đường. Vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy quán xét các pháp, tùy theo kia làm thế nào để quán năm địa. Vì ấy dùng văn tuệ với minh nhãn quan sát về 10 loại sắc nhập. 10 sắc nhập là: 1. Nhãn nhập, 2. Sắc nhập, 3. Nhĩ nhập, 4. Thanh nhập, 5. Tỷ nhập, 6. Hương nhập, 7. Thiệt nhập, 8. Vị nhập, 9. Thân nhập, 10. Xúc nhập. Tỳ kheo quán nhãn, mắt duyên với sắc tướng như thế nào? Tỳ kheo quán nhãn duyên với sắc sinh ra thức, do ba pháp hòa hợp mà sinh xúc, xúc cùng với thọ tưởng từ thức, xúc đưa đến xúc giác, giác đưa đến cảm thọ, từ đưa đến tưởng tượng như dài ngắn, ưa thích hay không ưa thích, chúng hiện có với tư tưởng tương đối. Thức nhận biết về một duyên, nhưng chúng đều có tướng khác và có mỗi tự thể khác, giống như 10 pháp của đại địa. 10 pháp của đại địa: 1. Thọ, 2. Tưởng, 3. Tư, 4. Xúc, 5. Tác ý, 6. Dục, 7. Giải thoát, 8. Niệm, 9. Định, 10. Tuệ. Một duyên nhưng mỗi mỗi tướng nơi thức khác nhau. 11 pháp cũng như vậy, giống như ánh sáng của mặt trời xuất hiện là một, thì tự thể của ánh sáng đều khác nhau, như tự thể của thức thì khác nhau, cho đến tư cũng như vậy. Tỳ kheo kia nhận biết đúng như thật về sắc nhập, quán về nhãn là không, không thật có, không bền vững, không thật. Như vậy, tỳ kheo biết đúng như thật về đạo và đã xa lìa được tà kiến, tâm an vui trong chánh kiến, mắt lìa được suy cấu. Vì ấy thấy đúng như thật về mắt mình chỉ là cục thịt, nhưng vì ngu si nên không biết nó chỉ là chỗ để nước mắt chảy ra. Nhận biết đúng như thật như vậy rồi thì sẽ xa lìa lòng tham muốn. Quán mắt là vô thường, biết vô thường rồi vì nó chỉ là cục thịt ở trong hốc mắt. Nhận biết đúng như thật về mắt có gân mạch ba xung quanh, nên biết do các duyên hòa hợp mà có nhãn nhập. Như vậy, mắt là không có thật có, là vô ngã vô tri, cho đến khổ cũng như vậy. Quán nhãn nhập rồi, vì ấy lì được lòng ham muốn. Tỳ kheo ấy quán sát đúng như thật về nhãn nhập rồi thì phân biệt quán sắc. Sắc ấy dù ưa thích hay không ưa thích đều là vô ký, do phân biệt mà có. Pháp nào có thể thấy được cái gì là tịnh, cái gì là thường, cái gì là đáng tham? Tỳ kheo ấy tư duy quán sát như vậy rồi thì nhận biết đúng như thật về sắc, nó là phi hữu phi lạc. Như thế là tư duy quan sát về sắc tướng thì biết rằng sắc không bền lâu, không thật có, chỉ do phân biệt sinh ra mà thôi. Ưa thích hay không ưa thích đều không thật có, do tham đắm hư vọng mà chúng sinh ưa thích hay không ưa thích. Sắc này không có tự thể, là vô thường, không có thật, không chân thật, không vui thích. Không một pháp nào là không bị hư hoại, đều không lâu bền, không có ngã, chỉ do tham sân si che lấp tâm mình
mà sinh ưa thích hay không ưa thích, chứ không phải sắc vốn có, ưa thích hay không ưa thích. Tất cả đều do nhớ nghĩ sinh ra. Tỳ kheo quán sát nhập như vậy, thấy danh sắc rồi thì không tham đắm, không đắm nhiễm, không mê muội, không chấp giữ, biết sắc là không bền chắc. Tỳ kheo ấy quán xét nhãn như vậy, quán sát nhập rồi nên không đắm nhiễm vào nhãn thức, vì bỏ được dục uế. Nhãn thức ấy không phải là ta, ta không là nhãn thức, xúc thọ tưởng tư cũng đều như vậy. Lại nữa, tỳ kheo biết sợ quả báo của nghiệp, lại quán xét về thế giới của ngạ quỷ. Vị ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ ăn trẻ con, vì nghiệp gì mà sinh trong loài ngạ quỷ này. Vị ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh kia dùng chú thuật của sòng ác để trừ tai họa mưa đá, dối gạt mê hoặc người bệnh, dùng chú thuật dạ xoa để lấy của cải người hoặc lại giết dê. Người ấy sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục hoặc chịu vô lượng khổ, ra khỏi địa ngục lại sinh trong loài ngạ quỷ bà la bà xoa. Bà la bà xoa đời ngụy dịch là ăn trẻ con. Lại có chúng sinh có dự báo về sát sinh thì khi làm người bị ngạ quỷ này bắt trộm để ăn, hoặc đến chỗ sản phụ bắt đứa trẻ mới biết bò hay mới biết đi. Ngạ quỷ ấy bắt trộm đứa trẻ rồi ăn từ từ, nếu gặp thuận tiện thì nó giết luôn. Nếu ai không có nghiệp sát sinh thì không bị hại. Kệ tụng nêu: nghiệp ác trói buộc chịu quả khổ, nếu tạo nghiệp thiện được quả vui. Giai nghiệp cứng dài trói buộc người, trói chặt chúng sinh không thoát được, không được an ổn đến niết bàn, trôi dài ba cõi chịu các khổ. Hãy dùng gieo trí chặn nghiệp ấy, ắt được giải thoát khỏi khổ bức. Do dứt nên nghiệp không trói buộc, được đến chốn tịch diệt vô vi. Như cá vào lưới bị người bắt, ải buộc chúng sinh chết cũng vậy. Như lai hoang trúng mũi tên độc, nài ấy kinh hoàng chạy khắp nơi, thuốc độc đã thấm không sao thoát. Ải cục chúng sinh cũng như vậy, luôn theo chúng sinh không lười bỏ. Quán ải như độc cần xa lìa, kẻ ngu si kia bị ái đốt, giống như lửa dữ đốt cây khô. Ải ấy ban đầu nhiễm khó biết, quả báo như lửa tự đốt mình. Nếu muốn được vui tâm an ổn, nên bỏ dây ái lìa đắm vướng. Như cá nút câu chết không lâu, dây ái trói người cũng như thế. Đại các chúng sinh vào đường ác, đọa làm ngạ quỷ đói bức bách. Thế giới ngạ quỷ nhiều khổ não, trốn tránh và bỏ chạy khắp nơi. Người trong địa ngục chịu các khổ đều do dây ái làm nhân duyên. Có các chúng sinh nghèo bệnh khổ, tự sống bằng cách kiếm sương mai, đều do ái kết làm nhân duyên. Bậc thánh nói chịu khổ báo này. Quán xét đầy đủ về mọi quả báo đều do tham lam canh tị làm nhân duyên, vì ấy sinh tâm nhàm chán, lì bỏ các dục. Lại nữa, tùy theo biết sợ quả báo của nghiệp, lại quán xét thế giới của ngạ quỷ, vì ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ ăn tinh khí của người, vì nghiệp gì mà sinh trong loài ngạ quỷ này. Vì ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh kia đời trước xảo quyệt lừa gạt người, dối trá với bạn thân, nói tôi sẽ đến cứu giúp bạn. Người bạn nghe vậy, lòng thêm phấn chấn dũng mãnh. Lúc đó, kẻ xảo quyệt bảo người bạn vào chỗ có kẻ địch, nhưng khi người bạn sắp tan thân, mất mạng, thì kẻ xảo quyệt khi bỏ đi không cứu giúp, lại muốn bù lấy hết tài sản của bạn, và người bạn bị hắn lừa gạt, đành chết nơi chiến trận. Do nhân duyên bất thiện này mà kẻ xảo quyệt kia sau khi qua đời bị đọa làm ngạ quỷ ăn tinh khí người, chịu mọi sự đói khát, tự thiêu đốt thân, bị đào cắt cửa thân thể cho tàn nát. Mưa đao từ trên không trung rớt xuống, ngạ quỷ kia phải bỏ chạy khắp nơi, không chỗ trốn tránh. Nếu gặp người làm ác, không có lòng tin, không thờ phụng tam bảo, thì quỷ tìm được cơ hội đó để vào trong thân kẻ ác kia ăn nuốt tinh khí để sống. Nhưng tìm kiếm điều đó là rất khó, đến nỗi chịu nhiều khốn khổ cũng không được, cho đến 10 năm hoặc 20 năm mới được một cơ hội. Nó luôn chịu khốn khổ, đói khát vì tự tạo nghiệp ác thì phải chịu quả ác. Nhưng nếu nghiệp ác chưa hết thì quỷ không chết, nghiệp ác chưa hết không hoại không tan,
nên không được thoát. Nếu nghiệp ác hết thì mới thoát kiếp ngạ quỷ. Thoát được thân ngạ quỷ, sinh làm người thì thường giữ việc cúng tế trời, phải chịu bần cùng nguy khốn, không được tự tài, ăn những thức ăn cúng tế dư thừa. Vì nghiệp ác còn sót lại nên phải sống nhờ vào người khác. Lại nữa, tỳ kheo biết rõ quả báo của nghiệp, lại quán xét thế giới của ngạ quỷ. Vị ấy dùng văn tuệ thấy có ngạ quỷ tên Phạm La Sát, vì nghiệp gì mà sinh trong loài ngạ quỷ này. Vị ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh kia đời trước do giết hại sinh mạng để tổ chức hội lớn, nói rằng thức ăn uống mua bán rất hiếm, lấy cái dở để đãi, còn cái ngon đem bán, bị tâm tham lam hủy hoại. Chúng sinh ấy khi qua đời bị đọa vào loài ngạ quỷ tên ngạ quỷ La Sát Bà La Môn, luôn bị lửa đói khát thiêu đốt, luôn dông ruổi rất mau, rồi hiện lên tướng người để giết hại chúng sinh, hoặc ở đầu đường ngã tư về đường ngõ hẻm để chờ đợi cơ hội. Các Bà La Môn sát sinh để thiết đãi thì phần nhiều sinh vào loài này, hoặc giấu thân để giết hại người, hoặc vào trong thân người để cướp mạng sống họ. Người chú thuật nói, quỷ thần bám vào người và đã nhập vào thân người rồi thì làm cho người ấy điên loạn, mê cuồng, không biết gì cả. Gây nghiệp ác như vậy nên luôn bị đói khát đốt thân, chịu vô số khổ não ở trong cảnh giới của ngạ quỷ. Nhưng nếu nghiệp ác không hết, không hoại, không tan thì vẫn không thoát được. Khi nghiệp ác hết, qua đời do nhân duyên của nghiệp còn lại nên được sinh làm người, thường ăn thịt người hoặc uống máu người. Vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo biết rõ quả báo của nghiệp, lại quán xét thế giới của ngạ quỷ. Vì ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ ăn trong lò lửa, vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này. Vì ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh kia xa lìa bạn lành, bị tham lam ganh tị che lấp tâm, thức ăn của chúng tăng. Người này sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục chịu vô lượng khổ, ra khỏi địa ngục thì sinh vào loài ngạ quỷ Quân Trà. Quân Trà đời ngụy dịch là lò lửa, luôn bị đói khát thiêu đốt thân, giống như cây bị cháy, phải chạy trốn khắp nơi để tìm kiếm thức ăn. Do tạo nghiệp dối gạt nên ở trong chùa lớn bị thiêu đốt, lấy thức ăn dư thừa trộn chung với lửa để ăn. Tâm luôn nhớ nghĩ đến lò lửa và thức ăn dư thừa, luôn bị đói khát bức bách. Hai thứ lửa phát ra cùng một lúc khiến phải rên rỉ kêu la. Do tạo các nghiệp ác nên phải chịu quả báo. Thế nhưng nghiệp ác ấy không hết, không hoại, không tan thì vẫn không thoát. Nếu nghiệp hết thì mới thoát kiếp. Do nghiệp còn lại nên được sinh vào cõi người, làm người bần cùng, nhiều bệnh, sống ở đâu cũng bị lửa đốt, ở nơi đồng trống cũng bị lửa thiêu đốt. Vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét thế giới của ngạ quỷ. Vì ấy dùng văn tuệ thấy người gây nhiều hành động ganh tị, tạo đủ các nghiệp, nghiệp đã thành thục nên bị đọa vào đường ngạ quỷ, sống trong ngõ hẻm nhơ nhớp, vì nghiệp mà sinh vào trong loài ngạ quỷ này. Vì ấy dùng văn tuệ thấy các chúng sinh kia do keo kiệt, tham lam ganh tị che lấp tâm, lấy thức ăn bất tịnh cho người phạm hạnh thanh tịnh. Do nhân duyên này, sau khi qua đời sinh trong loài ngạ quỷ bất tịnh La Tha. La Tha đời ngụy dịch là ngõ hẻm, ban ngày người ta không thấy nó, nhưng ai đi đêm thì thường gặp. Sống ở đám đông nơi xóm làng, thành ấp hoặc ở đồng trống, hay sống nơi hầm xí nhơ nhớp, đầy sâu dòi hôi thối bất tịnh, nếu ai thấy đều gớm ghiếc không muốn nhìn, nhổ nước miếng bỏ đi. Ngạ quỷ này do đời trước lấy thức ăn bất tịnh đem cho chúng tăng, do nhân duyên ấy mà sinh vào chỗ bất tịnh, chịu nhiều thứ khổ não. Tuy ở trong các chỗ đó nhưng thường không được ăn, vì có các loại quỷ ác khác tay cầm dao nhọn, mũi phát ra lửa sáng rực, đứng giữ một bên. Quỷ kia luôn chịu đói khát khốn khổ, một tháng hay nửa tháng mới được ăn một bữa, cũng không được no. Giả sử được ăn no thì bị quỷ dữ phân kia đánh mạnh khiến bữa ra hết. Nó luôn bị đói khát bức bách nên rên rỉ kêu la,
chạy trong khắp nơi, sầu não khóc than nói kệ. Do nhân duyên chủng tử bất thiện mà bị quả báo sầu khổ não, tánh tướng của nhân quả giống nhau, tạo ra nghiệp ác chịu khổ báo, bị nghiệp ác móc kéo dẫn đi, như cá nuốt câu vào đường ác. Cá nuốt câu còn mong ra khỏi, nhưng người không sao thoát nghiệp ác. Sức mạnh các nghiệp kéo chúng sinh, bị dây nghiệp bất thiện trói chặt, dẫn đến cảnh giới của ngạ quỷ, chịu đủ các khổ đói khát dữ. Khổ đói khát trong loài ngạ quỷ quá hơn lửa, dao và thuốc độc. Như vậy đói khát có sức lớn, vô lượng đói khát hại chúng sinh, không một chút nào được dừng nghỉ. Khổ não ngày đêm không gián đoạn, cho đến chút vui cũng không có, thường chịu vô số các khổ dữ. Vì đã tạo nhiều nhân nghiệp ác mà đọa đường ác chịu khổ báo. Khổ báo ở đây khó thoát được, khi nào mới hưởng được an vui? Nếu thấy các suối thì không nước, tất cả ao hồ đều khô kiệt, chạy khắp các nơi tìm nước uống, chạy đến các sông không thấy nước. Chỗ ta sống cần phải có nước, đi khắp núi rừng cùng đồng trống, đến chỗ nào đều mong nước uống, tìm kiếm chút nước cũng không xa. Lửa đói khát thiêu đốt thân ta, thọ khổ lớn không ai cứu giúp. Ngạ quỷ ấy do nghiệp tự dối gạt mà rên rỉ kêu la sầu khổ. Thế nhưng nghiệp ác không hết, không hoại không tan thì vẫn không thoát được. Lúc quả báo hết, do nghiệp còn lại, sau khi qua đời được sinh làm người, làm thân đàn bà dâm nữ. Nếu được làm thân nam thì sinh trong nhà dọn phân, mặc áo quần người nữ, làm việc người nữ. Do nghiệp ác còn sót lại nên mắc quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo biết rõ quả báo của nghiệp, lại quán xét thế giới của ngạ quỷ, vì nghiệp gì mà sinh trong loài ngạ quỷ ăn gió. Vị ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh kia đời trước thấy các sa môn bà la môn, người bần cùng bệnh tật đến sinh thì hứa cho các vị ấy thức ăn, nhưng khi các vị ấy đến thì người kia nhất định không cho, khiến cho các sa môn bà la môn, người bần cùng tập bệnh ấy đói khát thiếu thốn, giống như gió lạnh chạm vào thân. Người vọng ngữ kia sau khi qua đời bị đọa vào ngạ quỷ bà di bà xoa. Bà di bà xoa đời ngụy dịch là ăn gió, luôn bị đói khát khổ não, giống như trong các địa ngục, hoặc phải dòng rủi khắp nơi, không chút hy vọng, không người cứu giúp, không chỗ nương thân. Do tâm mê cuồng nên chỉ thấy thức ăn uống ở đằng xa, ở trong rừng nơi chúng ta ở, khốn khổ mệt mỏi, đói khát bội phần, há miệng muốn ăn thì gió thổi vào miệng để làm thức ăn uống. Vì nghiệp ác nên khiến quỷ không chết, do nghiệp ác giữ lấy thân nên vọng tưởng thấy thức ăn giống như con nai khác, thấy giận nắng cho đó là nước, nhưng thật ra là trống không, hoàn toàn không có nước, giống như vòng lửa quay tròn. Vì đời trước dối gạt, hứa cho người thức ăn, nhưng cuối cùng không cho, nên bị quả báo này. Tùy thấy thức ăn nhưng không thể ăn được. Kệ tụng: Đức Phật nói nhân quả giống nhau, nhân thiện thì đưa đến quả thiện, nhân thiện thì không thọ quả ác, nhân ác không đưa đến quả thiện. Nhân duyên tùy thuận trói chúng sinh, sinh tử nối nhau như móc xích, sinh tử trói buộc hết muôn sinh, luân hồi các nẻo không thể thoát. Nếu ai chặt dứt các dây trói, móc xích nghiệp phiền não cứng chắc, người ấy sẽ đến nơi tịch tỉnh, dứt trừ tất cả mọi ưu não. Khi người ấy bị khổ não giống với nhân như vậy, thì tâm bị cuồng loạn, dòng rủi khắp nơi, thường ăn hơi gió để sống. Nếu nghiệp ác không hết, không hoại, không tan thì vẫn không thoát được. Nếu nghiệp hết thì sau khi qua đời được sinh nơi cõi người, làm người bần cùng hạ tiện, bị người khác khinh thường. Nếu được mọi người hứa cho nhà cửa, thức ăn uống áo quần, nhưng cuối cùng thì không cho. Khi nghe người ta hứa cho thì tâm vui mừng, mong muốn được những vật đó. Đến khi không được thì trở lại sầu não, bị hai thứ khổ, một là đói khát, hai là sầu não, nên luôn chịu thống khổ. Vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Kệ tụng: Như vậy chúng sinh gây nghiệp ác, chịu đủ tất cả các khổ não, như bị phân dính rất gớm ghiếc, cho nên cần sẽ bỏ nghiệp ác, huân tập pháp lành rất tối thắng, vĩnh viễn xa lìa khổ đường ác. Như hoa chim bạc ướp mùi thơm,
tuy hoa héo nhưng thơm còn mãi. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét thế giới của ngạ quỷ. Vì ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ ăn than lửa, vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này. Vị ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh kia đời trước làm chủ hình ngục, do tham lam ganh ghét, chia lắc tâm mà đánh rỗi chúng sinh, cấm không cho ăn uống, khiến họ bị đói khát, phải ăn bùn đất để sống. Người chủ ngục này do nhân duyên ấy, nên sau khi qua đời, bị đọa làm ngạ quỷ ăn than lửa, thường tới vùng gò mà ăn nuốt lửa thiêu tử thi, nhưng vẫn không đủ. Người tạo nghiệp ác ấy, khi tạo nhân thì thích chí vui thú, đến khi mắc quả báo thì rất khổ não, không ưa thích bất tịnh đáng ghét. Do sức mạnh của ái độc hòa hợp với nhân duyên mà làm thân ngạ quỷ ăn lửa. Nếu được ăn lửa thì trừ đi chút khổ não đói khát, giống như người thế gian lấy nước để dập tắt lửa. Khi tỳ kheo quán xét như vậy thì đối với nhiễm dục ở thế gian sinh tâm nhàm chán, lì bỏ, tất cả đều không ưa thích, liền nghĩ như vậy. Kẻ phàm phu ngu si bị ái dục sai khiến nên không tự tại, phải ăn lửa để trừ đói khát, không có gì để ví dụ được. Làm thân ngạ quỷ như vậy mà nghiệp ác nếu không hết, không hoại, không tan thì vẫn không thoát được. Nếu nghiệp hết, khi qua đời sinh làm người thì sinh nơi biên địa bị đói khát, ăn các thứ thô xấu không chút ngon ngọt, không biết mùi vị của muối. Vì nghiệp ác còn sót lại nên mắc quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét thế giới của ngạ quỷ. Vì ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ ăn chất độc, vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này. Vì ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh kia do tham lam ganh ghét che lấp tâm, dùng thuốc độc bắt người khác ăn, khiến họ chết để đoạt lấy của cải. Do nhân duyên đó nên sau khi qua đời, kẻ ác kia bị đọa vào địa ngục hoặc chịu đủ các khổ. Ra khỏi địa ngục lại sinh vào loài ngạ quỷ ăn chất độc, ở trong hang núi Dân Đà hoặc trong núi tối tâm hiểm trở Ba Lê Gia Đa, hoặc sinh trong núi băng lạnh hoặc núi Malaya, nhiều hiểm nguy nạn dữ, nhiều chỗ không có nước uống, nhiều chất độc, mùa lạnh thì đóng băng, mùa nóng thì rất độc đáng sợ. Những tảng đá cao vút là chỗ ở của sư tử mãnh hổ, nhưng loài quỷ này cũng sống ở đấy, khổ và lạnh lẽo hoặc nóng bức đều hơn thế giới ở bên ngoài hàng trăm lần. Có năm ngày nóng nhất của mùa hè, trời thì mưa lửa thiêu đốt thân quỷ, mùa đông có năm ngày mưa đao lại rất lạnh. Do nghiệp ác mà trời có mưa lửa, mưa dao, ở chỗ hiểm nạn luôn bị đói khát bức bách, kêu gào bi thương, lấy viên thuốc độc để ăn, ăn rồi chết ngay. Vì nghiệp ác nên sống trở lại thì bị đói khát gấp đôi lúc trước, lại kêu gào thảm thiết. Có con chim mỏ nhọn đến mổ vào mắt quỷ, sau đó mắt lại sinh ra, chịu khổ như vậy. Nhưng nếu nghiệp ác không hết, không hoại, không tan thì vẫn không thoát được. Nếu nghiệp hết, qua đời được sinh làm người thì sống ở ngã tư để tự kiếm sống. Do nghiệp ác làm thuốc độc nên trở lại bị đọa vào các đại địa ngục, hoặc nghiệp ác còn sót lại nên phải chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét thế giới của ngạ quỷ. Vì ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ ở đồng hoang, vì nghiệp gì mà sinh trong loài ngạ quỷ này. Vì ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh kia do đời trước ở chỗ đồng hoang đầy hiểm nạn, không có nước, khí hậu rất nóng, có người cầu phước để trồng cây cối và đào ao hồ để cung cấp bóng mát, nước uống cho khách qua đường. Nhưng rồi có bọn giặc tháo nước nơi ao hồ, khiến người qua đường mỏi mệt bị đói khát, sức lực yếu ớt, nhân đẩy mà cướp bóc chiếm đoạt của cải họ. Do ganh tị che lấp tâm nên không chịu bố thí, người ác như vậy sau khi qua đời bị đọa vào loài ngạ quỷ A Trá Tỳ. A Trá Tỳ đời ngụy dịch là đồng hoang, luôn bị lửa dữ thiêu đốt, thân giống như cây bị cháy, ánh nắng rất nóng, quỷ phải chạy vào đồng hoang kêu gào tìm nước và thức ăn để sống, rất khốn khổ. Ngạ quỷ ấy do nghiệp ác nên từ xa thấy sóng nắng cho là vũng nước trong suốt phẳng lặng, vội vàng chạy tới mong được uống, không kể gì mệt mỏi, nhưng đến nơi thì chỉ là khoảng đất trống, hoàn toàn không có nước. Vì sao?
vì trong sóng nắng ấy, tự tánh nó không phải là nước, thì làm sao có nước được? Quỷ ấy kinh hoàng chạy vào đồng hoang, bị gai góc bén nhọn đâm thủng cả chân. Vì sức mạnh của nghiệp ác, nên chết rồi thì sống trở lại, bị đói khát bức bách gấp 10 lần lúc trước. Lúc chưa kịp đứng dậy, thì có các loài quạ kênh kênh tranh giành mổ mắt quỷ để ăn thịt. Chúng sẽ rách thân thể ra từng mảnh, phá tan cả xương cốt, phải chịu khổ não tột cùng, không người cứu vớt, không chỗ nương thân, đau đớn nói kệ. Các loài diều hâu kênh kênh ác, mỏ cứng bén nhọn mổ thân ta, sẽ tan nát hết cả thân thể, chịu đủ các khổ không ai cứu, các nghiệp như bóng không rời thân, theo nghiệp ác xưa nay chịu quả. Chúng ta trước hại người đi đường, cho nên nay phải chịu khổ lớn. Lưỡi nghiệp cột quấn trói lấy nghiệp, không chỗ nào có thể trốn tránh. Chỉ có khi nào nghiệp ác hết mới thoát được đại khổ não này. Nghiệp ác thường dắt các chúng sinh lôi kéo vào chỗ đầy sợ hãi. Nghiệp ác dù có đi đến đâu, đến khi nghiệp chính chịu quả ác, nghiệp trói chúng sinh trong ba cõi luân chuyển vô cùng không dừng nghỉ. Ai làm nghiệp thiện bỏ nghiệp ác, lìa được các khổ không lợi ích. Nếu ai không ưa các nghiệp ác, quán nó như lửa không tham đắm, người ấy không đọa vào ngạ quỷ, không bị lửa đói khát đốt thân, ở trong chốc lát luôn tăng trưởng, đói khát thống khổ niệm niệm sinh, thân thể cháy sáng cả hang sâu, giống như lửa dữ đốt núi rừng, lửa hoàng thiêu đốt cả núi rừng, rồng lớn phun mưa có thể tắt, kiếp họ khởi lên nước biển khô, lửa cháy thân ta không diệt được, vì do củi nghiệp sinh lửa này, bị gió ái dục thổi bùng lên, lửa nghiệp ác này đốt thân ta, bao phủ khắp thân không chỗ trống, dùng bình bố thí để mà đựng, nước trì giới tinh tấn trí huệ, bậc đại tịch diệt dùng nước ấy để dập tắt lửa nghiệp ba cõi. Nếu ai bị ba nghiệp sai khiến, ba nghiệp quay tròn khắp các chốn, người ấy luân hồi trong ba cõi và bị ba pháp này dối gạt, bị 36 nghiệp sai khiến, không thể xa lì 40 hành, 98 các thứ kết xử vì các pháp ấy trôi ba cõi, dùng 108 minh trí, tư duy nghĩa sau 12 duyên. Nếu ai biết pháp và phi pháp, thì người ấy được vô lượng vui. Nếu ai biết được hai loại tướng, tư duy 28 hạnh thù thắng, tư duy 16 pháp thắng rồi, người ấy xa lì các đường ác. Nếu ai thấy được hai loại đạo, là người am hiểu về bốn pháp, được rồi vượt qua bốn biển, hữu là người giác hộ hết phiền não. Ai khéo tu hành tám thánh đạo, thấy biết hoàn toàn nghĩa mười lực, biết rõ nhân duyên của hai khổ, là người đạt đến nẻo vô sinh. Nếu ai khéo đạt nghĩa nhị đế và khéo tư duy bốn niệm xứ, hay quán đời quá khứ vị lai, không bị lưới ma làm chướng ngại, ta bị nghiệp ác luôn sai khiến, xa lìa các pháp thiện thanh tịnh, đọa vào thế giới loài ngạ quỷ, đều do nghiệp ác si mê hoặc. Như thế, các ngạ quỷ có lợi căn hiểu biết, có chút nghiệp thiện, nhớ nghĩ đến những việc làm trước kia, luôn vỡ trách các loài ngạ quỷ kia. Tuy bị vỡ trách, nhưng do nghiệp ác nên các ngạ quỷ vẫn không thoát được, vì nghiệp ác chưa hết, không hoại không tan, nên vẫn không được thoát kiếp. Nếu nghiệp ác hết, thì sau khi qua đời, sinh làm người, thường theo bầy nai đi vào núi hiểm nạn, vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quan sát thế giới của ngạ quỷ, vì ấy dùng văn tuệ thấy các ngạ quỷ ở nơi gò mã vì nghiệp gì mà sinh trong loài ngạ quỷ này. Vì ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh kia do tham lam ganh tị che lấp tâm, thấy người có lòng tin đem cúng hoa cúng Phật, người ấy lấy trộm đem bán hoặc đem về nhà cúng. Do nhân duyên này nên sau khi qua đời, người ác ấy bị đọa vào loài ngạ quỷ ở nơi gò mã, bị đau khổ vì đói khát, thường ăn đất nóng than nóng, nơi chỗ thiêu đốt tử thi, mỗi một tháng mới được ăn một lần, nhưng có lúc không được ăn. Đầu quỷ đội vòng hoa bằng sắt, lửa phát ra cùng lúc làm cho đầu mặt đều bị cháy xém, bị đốt rồi quỷ sống trở lại, vòng hoa sắt trồng tiếp lên cổ, lửa phát ra thiêu đốt cổ, hông và ngực, toàn bộ thân thể từ bên trong phát ra lửa đốt cháy khắp thân. Do đời trước trộm cắp vòng hoa Phật
cho nên nay bị quả báo thọ thân xấu ác ấy. Trên thân lửa phát ra và bị các trùng ăn nuốt, có loài la sát khác đi đến cầm gậy đánh đập, lấy dao chọc vào thân quỷ, làm nó hết sức đau đớn kêu gào. Nó bị ba thứ khổ: một, bị đói khát; hai, đeo vòng hoa sắc; ba, bị la sát cầm dao gậy đánh chém. Do tạo nghiệp ác nên chịu quả báo như vậy. Nó khổ não u sầu nói kệ: ta bị các nỗi khổ đói khát, vòng sắt trồng thân lửa đốt cháy, dao chặt gãy đánh là ba khổ, chịu đủ các ưu não như thế. Ta bị tâm ta lừa gạt ta và các nghiệp si làm mê hoặc, nay ta chịu khổ ngạ quỷ này, xa lì bạn tốt và dòng họ, chẳng phải bạn lành và vợ con, cũng chẳng phải quyến thuộc trai gái, mà cứu được ta khỏi nghiệp này. Nghiệp ấy rất mạnh không thể đoạt, khổ vui do nghiệp chẳng ai làm. Này ta chịu khổ ba nghiệp này, bố thí trì giới và nghe pháp, ta được nghe rồi không chịu tu, vì ta bị lưới si che lấp, gây ra tất cả các ác nghiệp, nhân duyên nghiệp ác là thứ nhất. Này ta chịu quả khổ dữ này. Nếu ta thoát được ra khỏi đây, chốn khổ dữ thế giới ngạ quỷ, thế nên đời sau các nghiệp ác, dù có mất mạng thề không làm. Nói như vậy rồi, tâm ngạ quỷ nhàm chán, hối hận về những nghiệp đã tạo xưa kia. Vậy mà nghiệp ác chưa hết, không hoại không tan, thì vẫn không thoát được. Nếu nghiệp hết, sau khi qua đời được sinh làm người, sinh vào nhà đồ tể Chiên Đà La, mang vác thay chết, vì nghiệp ác còn sót lại, nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tùy theo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét về thế giới của ngạ quỷ. Vì ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ ở trong cây, vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này. Vì ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh kia vào đời trước thấy người trồng cây cối để tạo phước đức, vì người đi xa về cho những người bệnh khốn khổ, do tâm tham lam gan tị nên người ác kia chặt cây lấy củi, trộm cắp cây cối hoặc cây cối của chúng tăng. Do nhân duyên bất thiện ấy nên sau khi qua đời bị đọa vào loài ngạ quỷ tỳ lợi sai. Tỳ lợi sai đời người dịch là cây, sống trong cây. Vì nghiệp ác đã tạo nên lạnh thì rất lạnh, nóng thì rất nóng, luôn bức bách khắp thân. Quỷ giống như sâu mọt đục cây, chịu khổ não dữ dội, thân thể rã rục, bị loại sâu kiến rút rỉ. Nếu ai muốn cho thức ăn thì quăng vào cây để nó ăn, tự nuôi sống, chịu nhiều thống khổ cùng cực. Nhưng nếu nghiệp ác chưa hết, không hoại, không tan thì vẫn không được thoát kiếp. Nếu nghiệp hết, sau khi qua đời được sinh làm người, thường bán dược thảo, cây cối, hoa lá để sống, bị người khác sai khiến nên không được tự do, chịu nhiều khổ cực. Vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét thế giới của ngạ quỷ, thấy có loài ngạ quỷ ở ngã tư đường. Vì quỷ ở nơi ấy nên nhân đó mà đặt tên, do nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này. Vì ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh kia do tham lam ganh tị che lấp tâm mà trộm cắp lương thực của người đi đường, lấy rồi cùng nhau cười đùa rồi bỏ đi. Người mất lương thực kia phải đi vào vùng đồng hoang vắng, chịu đói khát dữ dội. Do nghiệp ác ấy nên kẻ trộm cắp kia sau khi qua đời bị đọa vào ngạ quỷ già đa ba tha. Già đa ba tha đời người dịch là ngã tư. Do nghiệp ác nên bỗng nhiên có cưa sắt cưa ngang dọc thân thể quỷ làm bốn đường, bị đói khát đốt thân. Nếu ở thế gian có nhiều bệnh tật, ngã tư đường thường bày biện các đồ cúng tế. Kẻ phàm phu ngu si không biết nhân quả, do ác kiến mà cúng tế ở những nơi ấy như vậy. Về sau bệnh hết thì cho là nhờ ân của quỷ, quỷ ở ngã tư đường nhờ đó mà được ăn đồ cúng tế để sống, còn những thức ăn khác thì không được ăn. Do nghiệp ác chưa hết nên khiến quỷ không chết, nên nếu nghiệp ác chưa hết, không hoại không tan thì vẫn không thể thoát kiếp. Nếu nghiệp hết, sau khi qua đời được sinh làm người thì làm kẻ bần cùng hạ tiện, sinh vào nhà đồ tể giết dê, vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp,
lại quán xét thế giới của ngạ quỷ. Vị ấy dùng văn tuệ thấy các chúng sinh làm những việc ác theo đạo tà, du nịnh, gây nhiều nhân ác, cho pháp của đạo tà là chân đế, không tin chánh pháp. Người như vậy sau khi qua đời, bị đọa vào loài ngạ quỷ ma la, làm thân quỷ dữ. Khi các tỳ kheo đi kinh hành, thọ trai hay ngồi thiền, thì quỷ ma la ấy làm trở ngại khiến tâm loạn, hoặc phát ra âm thanh rùng rợn khiến các vị ấy sợ hãi, hoặc tạo những mộng ác. Loài ngạ quỷ này được ma giúp đỡ, oán ghét chánh pháp, làm điều bạo ác, gây ra các hiện tượng ấy. Do nghiệp ác đang tạo đó, nên nó bị thổi sắc nóng, chảy ùa vào miệng, giống như tội nhân nơi địa ngục không khác. Nước hòn sắc nóng, quỷ phải chịu khổ não dữ dội, không bao giờ dừng nghỉ. Từ trong loài quỷ Malakaya, qua đời lại bị đọa vào địa ngục, chịu thống khổ trải qua đủ 10 kiếp hay 20 kiếp. Như vậy, phải chịu quả báo nơi ba đường ác như bị thiêu đốt, bị đánh đập, bị người khác ăn nuốt. Thân người khó được, giống như con rùa trong biển, tìm kiếm lỗ hổng nơi cay nổi. Nếu được sinh làm người, thì bị đuôi mù, câm điếc, không biết gì, tất cả đều suy sụp. Có vô lượng bệnh khổ vây chặt lấy thân, bần cùng hạ tiện. Vì nghiệp ác còn sót lại, nên chịu quả báo như vậy. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét thế giới của ngạ quỷ. Vị ấy dùng văn tuệ để quán xét, nên tóm lược về chỗ ở của các ngạ quỷ. Nếu nói riêng biệt, thì có vô lượng ngạ quỷ quyến thuộc. Có ngạ quỷ ở trong biển, ở bãi biển, ở cõi Diêm Phù Đề, cõi Cù Đà Ni, cõi Phất Bà Đề, hay cõi Út Đan Việt. Ngạ quỷ ở giữa hai châu thì chỉ dùng một tên gọi để nói về vô số tên. Ngoài ra, còn có nhiều tên như có quỷ La Sát, quỷ Cư Bàn Trà, quỷ Tỳ Xá Già. Vị ấy đã biết rõ về hành nghiệp vi tế của các quỷ thần kia, đều do nghiệp gì mà sinh vào chốn đó, chúng ăn gì, sống bằng cách nào, ham thích gì. Những ngạ quỷ như vậy là nhân duyên gì mà sinh vào nơi này, tất cả đều do không điều phục được tâm khỉ vượng, các hành động không thuận hợp, giống như tay voi không bao giờ đứng yên, như chim trên cây bị người bắn, phải truyền từ cành này qua cành khác, từ chỗ này sang chỗ khác. Đối với tất cả các cảnh giới luôn rình rập, không dứt, giống như gió lớn thổi động làm tung cát bụi, tâm ấy thật đáng sợ. Các loài thú như sư tử, hổ, bèo, rắn độc còn có thể điều phục được, nhưng tâm khỉ vượng thì khó chế ngự, lại còn quá hơn đấy nữa. Theo nghiệp đã tạo thì thọ nhận quả báo cũng như vậy. Tâm ấy như thế là khó nhận biết. Tâm nhiễm ấy trói buộc các chúng sinh. Nếu ai với tâm thanh tịnh thì người đó được giải thoát. Tâm như vua, các căn vây quanh như quyến thuộc. Do tâm tạo nghiệp, do nghiệp làm nhân sinh ra quả. Vì nhân duyên của quả mà có năm đường. Tâm như máy dệt, các căn như chỉ tờ. Tâm và năm căn không khéo chế ngự thì sẽ đi vào đường ác. Nếu khéo điều phục mà tạo các nghiệp thiện thì được sinh vào cõi trời, người, cho đến chứng đắc được quả niết bàn bất động. Tỳ kheo quán xét về tâm hành vi tế, tùy thuận quan sát rồi, nên đối với sinh tử vô cùng nhàm chán, quyết lìa bỏ. Tỳ kheo ấy trước quán xét về khổ trong địa ngục nên nhàm chán sinh tử rồi, tiếp đến quán các khổ não nơi thế giới của ngạ quỷ, để hội nhập khổ thánh đế, chứng được hành vô ngại của khổ đế, nhưng chưa chứng đạo vô ngại. Lại nữa, người tu hành trong tâm quán các pháp, tùy thuận theo pháp mà tu hành. Tỳ kheo kia quán đúng như thật về quả báo của nghiệp, trước tiên phân biệt, sau đó quán xét các địa ngục, tiếp đến quán từng trú xứ riêng biệt của ngạ quỷ. Vì ấy thấy đúng như thật về các hoạn nạn nơi sinh tử rất là ác, dữ. Quán như vậy rồi, vị ấy lìa được cảnh giới ma, nhàm chán xả bỏ sinh tử, khởi sức tinh tấn để cầu đạt niết bàn, thành tựu đầy đủ, chứng được địa thứ 15. Đã thành tựu rồi, bấy giờ các dạ xoa trên đất biết được nên rất vui mừng, nói với dạ xoa hư không. Dạ xoa hư không nghe được lại rất vui mừng, tâu với tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương vui mừng tâu với trời tam thập tam. Quyến thuộc của đế thích nghe vậy
hoan hỷ nói với trời Dạ Ma. Trời Dạ Ma hoan hỷ nói với trời Đầu Xúc. Trời Đầu Xúc vui mừng nói với trời Hóa Lạc. Trời Hóa Lạc vui mừng nói với trời Tha Hóa Tự Tại. Ở cõi dục, tuần tự nói với nhau như vậy. Âm thanh ấy lần lượt từ trời Phạm cho đến trời Quan Âm như vậy. Trong cõi Diêm Phù Đề, ở nước, thôn, ấp thuộc dòng họ, có thiện nam đã cạo bỏ râu tóc, đem lòng tin xuất gia, lì xa cảnh giới ma, nhằm phá trừ quân ma, khiến sứ giả của ma sinh lòng sợ hãi, có thể làm lay động tất cả núi phiền não, vào chánh đạo, sắp phóng ánh sáng, này đã chứng được địa thứ 15. Khi nghe nói như vậy, trời Quan Âm rất vui mừng, nói với các chư thiên khác, này chư thiên, phải nên sinh lòng vui mừng, chánh pháp được tăng trưởng, quân ma và quyến thuộc của chúng bị tổn giảm, khiến sông chánh pháp chảy suốt, không gián đoạn. Ao tà kiến bị khô kiệt, điều phục được tham dục, sân hận, ngu si, tiêu diệt được mọi thứ tà kiến, nối dõi và làm hưng thịnh chánh pháp, muốn phá tan sinh tử. Thiên tử nơi dục giới nghe vậy nên rất vui mừng, tiếng khen ngợi lần lượt truyền cho nhau đến tất cả thiên chúng trời Quan Âm. Tỳ kheo như thế là nên siêng năng tinh tấn, tâm không dừng nghỉ, ngay thẳng, không du nịnh, xa lìa nẻo tà, để cầu đạt thành niết bàn. Ha ha ha,